Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 5. Thanh âm Lục Vân không chút cảm xúc, sau đó từ từ đưa tay chụp mạnh lấy hộp sọ của Lý Cao Phi, trực tiếp tuyên án tử hình cho ông ta. Lý Cao Phi thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, trong nháy mắt đã rời khỏi thế giới xinh đẹp này. Không lâu sau, mấy nhân viên khách sạn vội vàng vàng chạy vào, đã không thấy bóng người Lý Cao Phi đâu, chỉ nhìn thấy dưới nền nhà đầy mảnh vụn thủy tinh, cùng với tro tàn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vẻ mặt mọi người hoảng sợ. Biệt thự Lục Nhân. Liễu Hiên Nhi gấp gáp nhìn quanh. Cô đã nhìn qua phòng của chị cả và chị hai, phát hiện mọi người đang ngủ say, không xảy ra bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng trong phòng Lục Vân lại không có ai. Căn phòng gọn gàng. Không có chút dấu vết đánh nhau nào. Liễu Hiên Nhi vừa chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm, chợt nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ bên ngoài cửa sổ truyền đến. Chị Hiên Nhi, chị đang lo lắng cho em sao? Tiểu Lục Vân. Liễu Hiên Nhi nhảy ra khỏi cửa sổ, ôm chặt lấy Lục Vân. Ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp tràn vào phòng. Sau khi Diệp Khuynh Thành rời giường phát hiện không thấy Liễu Hiên Nhi, còn tưởng rằng cô đã đi làm. Lúc trở lại phòng khách, Diệp Khuynh Thành lại vừa đúng lúc bắt gặp Liễu Hiên Nhi rón rén từ phòng Lục Vân đi ra, cô nhất thời có hơi sửng sốt. Hắc hắc, chị cả, chị dậy rồi à? À Liễu Hiên Nhi em đã làm gì tiểu Lục Vân? Diệp Khuynh Thành thét chói tai một tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, cô đã nghiêm khắc quản bọn họ như vậy. Không ngờ vẫn có sơ hở để con chuột lọt lưới. Làm sao vậy, chị cả sao sáng sớm đã la to như vậy, không giống phong cách của chị lắm nha. Lâm Thanh Đàn còn ngái ngủ từ trong phòng đi ra, trên người còn mặc áo ngủ, lộ ra dáng người trước nhô sau vảnh của cô. Vẻ mặt Diệp Khuynh Thành phức tạp nói, em đi hỏi Liễu, Yên Nhi, đêm qua cô ta thừa dịp chúng ta ngủ say, đã chạy đi vụng trộm với Lục Vân đấy. Hả? Lâm Thanh Đàn nghe thấy lời này, trong nháy mắt từ trạng thái buồn ngủ liền bừng tỉnh lại. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, hơn nữa còn cùng nhau ngủ cả đêm, có thể tưởng tượng được sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Đàn vội vàng vọt vào phòng Lục Vân. Diệp Khuynh Thành hình như cũng nghĩ ra gì đó, chạy theo vào trong, túm lấy Lục Vân đang ngủ say vật lên vật xuống, nghiêm túc kiểm tra ga giường của hắn. Lục Vân nhất thời buồn bực. Đang mơ đẹp thì bị người ta vật cho thừa sống thiếu chết, hồn cũng thiếu chút nữa bị kéo bay khỏi xác. Hai chị gái xinh đẹp, mọi người đang sờ cái gì trên giường của em vậy? Lục Vân thì ạc mắc hỏi. Hai người không trả lời hẳn, tiếp tục ở trên giường lục lọi, không muốn bỏ qua bất kỳ một góc nào, khi tìm không thấy vết máu đỏ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vẫn không chắc lắm. Diệp Khuynh Thành hỏi, đêm qua cậu ngủ cùng Liễu Hiên Nhi? Lục Vân gật đầu, đúng vậy, sao vậy? Lâm Thanh Đàn hỏi, Lục Vân, em và em ba không có xảy ra chuyện gì sao? Lục Vân sửng sốt, thì ra hai bà chị yêu quý là đang lo lắng vấn đề này. Yên tâm đi hai chị yêu dấu, em và chị Yên Nhi không có. Làm gì lắng lút sau lưng hai người đâu. Đêm qua, Liễu Yên Nhi và Bạch Vô Thường đánh nhau một phen kịch chiến, ra một thân mồ hôi nên phải đi tắm. Lúc trở về phòng, cô cảm thấy nên giải thích một số chuyện với Lục Vân, một số chuyện về thân phận sát thủ của cô. Vì thế liền đi tới phòng Lục Vân. Nhưng Lục Vân nói cho cô biết, không cần giải thích bất cứ chuyện gì, cho dù cô làm gì, hắn đều ủng hộ, bởi vì cô là chị ba của hắn. Liễu Hiên Nhi rất cảm động. Hai chị em lại hàn huyền một hồi, đột nhiên cơn buồn ngủ. Kéo tới, bất chi bất giác liền ngủ say, thật sự chuyện gì cũng không làm. Về chuyện tối hôm qua có sát thủ lẻn vào biệt thự, hai người cũng ngầm hiểu, không nói cho Diệp Khuynh Thành và Lâm Thanh Đàn biết, sợ mọi người nghe xong sẽ sợ hãi. Đó là tất cả sự thật đã diễn ra. Phố đồ cổ. Trải qua chuyện tối hôm qua, Lục Vân quyết định chế tác. Cho mọi người một ít đồ dùng phòng thân. Ví dụ như trận pháp ý niệm. Như vậy một khi mọi người gặp phải nguy hiểm, hẳn có thể dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra mọi người. Nhưng mà, khắc họa pháp trận ý niệm, yêu cầu đối với chất ngọc vô cùng cao, ngọc bình thường, căn bản không đạt yêu cầu. Vì thế Lục Vân quyết định đến phố đồ cổ thử vận may xem sao. Dạo qua hơn nửa vòng, cái gì tốt cũng không vớt được, ngược lại gặp được một người quen. Tôn lão gia tử, Tôn Cẩm Vinh. Tôn Cẩm Vinh thích sưu tầm đồ cổ, không có việc gì sẽ đến phố đồ cổ dạo chơi. Thấy Lục Vân,
Ông ta cười híp mắt đi tới nói, thật trùng hợp a, Lục tiên sinh. Lục Vân gật gật đầu, lão gia tử, thân thể khôi phục thế nào rồi? Ấn tượng của hắn đối với ông già này rất tốt. Tốt hơn nhiều rồi, nhờ có Lục tiên sinh ra tay cứu giúp, nếu không lão già này đã nhập thổ vi an. Vậy là tốt rồi, sau này phải chú ý ăn uống, ăn ít đồ béo và đồ ngọt thôi. Tất cả đều nghe Lục tiên sinh dạy bảo, hai người vừa tán gẫu, vừa dạo quanh phố đồ cổ. Hồi lâu sau, Lục Vân thất vọng lắc đầu. Không có gì cả. Ban đầu Tôn Cẩm Vinh cũng cho rằng Lục Vân cũng giống như hẳn, chỉ là đến cửa hàng đồ cổ đi dạo một vòng, thấy hẳn lắc đầu chán nản, ông ta nhịn không được tò mò hỏi, Lục tiên sinh là đang tìm thứ gì sao? Ừ, tôi tới tìm mấy khối ngọc, hoặc là một ít đá có độ cứng tương đối cao, nhưng đi mấy vòng rồi, một khối cũng không thấy. Tôn Cẩm Vinh lắc đầu, cười nói, ở chỗ này, nếu muốn tìm được ngọc tốt càng khó hơn mò kim đáy bể, nhưng mà... Ông ta dường như nhớ ra điều gì đó. Tôi nhớ hình như Thiên Lỗi từng nhận được một tảng đá, cảm giác rất đặc biệt, cũng không biết có thể thỏa mãn yêu cầu của Lục tiên sinh hay không. Lục Vân nhất thời vỗ trán một cái. Đúng vậy, Tôn gia mở phòng đấu giá, nhất định có thể thu được rất nhiều vật quý, đáng lẽ nên hỏi Tôn Thiên Lỗi sớm hơn thì cần gì ở phố đồ cổ này lãng phí thời gian. Trên mặt Tôn Cẩm Vinh bỗng nhiên nở một nụ cười đắc ý, nói, Lục tiên sinh, không bằng giữa trưa hôm nay, ngài tới nhà tôi ăn cơm trưa thì thế nào, tôi bảo Thiên Lỗi lấy tản đá kia ra cho ngài xem. Cũng được. Lục Vân không nghĩ nhiều đồng ý ngay. Hai người lại đi dạo một hồi, đang chuẩn bị rời đi thì hai mắt Lục Vân đột nhiên tỏa sáng. Hả, có vẻ như có thứ gì đó tốt, hắn trực tiếp đi thẳng tới một quầy hàng. Quầy hàng này to hơn với mấy quầy khác, chuyên bán đồ vật kỳ lạ cổ quái. Mục tiêu của Lục Vân là một chiếc xe đạp thời thập niên 80 đặt ở phía sau quầy hàng, thân xe đã bị rỉ sét, nhìn qua rất cũ kỹ. Lục Vân chỉ về phía chiếc xe, hỏi chủ quán nói, ông chủ, ông không phải bán đồ cổ sao, sao lại bán cả xe đạp cũ thế? Đừng nói nữa, ngày hôm qua đụng phải một tên điên, nhất định đòi phải dùng xe đạp rách nát này trao đổi với tôi, còn nói đây là bảo bối, làm tôi tức cả một ngày trời. Nói đến việc này, chủ quán liền hằn học. Ngày hôm qua hắn bày sạp bán hàng, nhưng đột nhiên có một ông già điên từ đâu chạy tới, nhất định muốn đem chiếc xe đạp cũ nát này bán cho hẳn, còn nói rất nhanh sẽ có người hữu duyên đến mua đi. Chủ quán đương nhiên không đồng ý. Hắn thu mua đồ cổ, không phải thu đồ rách nát, đống đồng nát sắt vụn này, chỉ có kẻ ngốc mới mua lại thôi. Kết quả lão già điên kia không nói đạo lý, vội vàng bốc đại trên quầy hàng vài món đồ rồi ném xe đạp xuống bỏ chạy. Bởi vì việc này, đêm qua hắn cũng không có hứng thú ngủ cùng với vợ. Lục Vân cười cười nói, 200 tệ, tôi muốn mua chiếc xe đạp rách nát này. Cậu mua? Chủ quán sửng sốt một chút, tựa hồ như không tin vào tai mình, thật đúng là xe đạp rách nát này chỉ có kẻ ngốc mới mua lại thôi. Tôi có thể hỏi lý do không? Xuất phát từ khứu giác nghề nghiệp, chủ quán vẫn quyết. Định hỏi Lục Vân, lý do mua chiếc xe đạp rách nát này để làm gì? Sắc mặt Lục Vân giả vờ đăm chiêu, nói, ách, quên đi, vừa rồi tôi nói cho vui thôi, không mua nữa đâu. Khoan đất, chủ quán vội vàng gọi Lục Vân lại, cậu vừa rồi nói muốn mua, giá cả đều đàm phán xong, làm sao có thể đổi ý đây? Tôi không cần. Không được, cậu không thể làm ăn như vậy được, nếu không. 150 tệ, thế nào? Cuối cùng, Lục Vân mua chiếc xe nát này với giá 100 tệ. Tôn Cẩm Vinh nghỉ hoặc hỏi, Lục tiên sinh, cậu mua đống sắt vụn này làm gì? Chiếc xe đạp này từ giá xe đến dây xích, tất cả đều rỉ sét, căn bản là không dùng được nữa, hoàn toàn là một đống sắt vụn không thua không kém. Chiếc xe này bán cho đồng nát, phỏng chừng cũng chỉ bán được 20 tệ là cùng. 100 đồng, mua bị hố rồi. Lục Vân thần bí cười cười nói, tôi tự có cách. Nói xong liền khiêng xe đạp rời khỏi phố đồ cổ. Đi tới một cửa hàng chuyên bán xe đạp cũ, gọi ông chủ cửa hàng tới nói, đến đây, giúp tôi sửa bảo bối xét gì này cho tôi với. Ông chủ tiệm đi ra nhìn chiếc xe, nhất thời cả người choáng váng, hai mắt quay tròn. Xe đạp của cậu hỏng hết rồi, tôi thấy không cần thiết phải khử gì, hay là đến cửa hàng của tôi xem những chiếc khác, mặc dù là hàng second hand, nhưng không khác chiếc mới là bao. Không cần, tôi thích chiếc này, anh giúp tôi khử gì là được rồi.
Ông chủ cửa hàng chưa từng thấy khách hàng nào kỳ quái như vậy, đi vòng quanh xe đạp quan sát một vòng, sắc mặt trầm xuống, nhóc con, tôi thấy cậu không phải tới khử gì mà là tới làm khó tôi. Cái này ấy à? Đừng nói khung xe và dây xích, ngay cả đinh ốc phía trên, cũng không có một cái nào còn dùng được. Cái này còn khử gì gì nữa trời? Không phải tới gây sự thì là cái gì? Sắc mặt ông chủ tiệm nói thay đổi là thay đổi, Lục Vân cũng hơi trầm tư, vì chứng minh mình không phải tới gây chuyện, hắn trực tiếp rút từ trong túi ra chiếc thẻ đen để tỏ rõ thành ý. Thẻ VIP chí tôn của Long Quốc Thương Hội. Sắc mặt ông chủ tiệm lật còn nhanh hơn lật tờ giấy. Anh ta ý thức được điều gì, vội vàng xin lỗi Lục Vân, tiên sinh, thật ngại quá, vừa rồi là tôi mạo phạm, tôi sẽ khử gì theo. Yêu cầu của Nga. Có thể xuất ra thẻ VIP chí tôn của Long Quốc Thương Hội, nói rõ thân phận của Lục Vân không tầm thường, vậy vì sao hẳn còn kiên trì khử gì cho chiếc xe đạp rách nát này? Chứng ở chiếc xe đạp này rất quan trọng với hẳn. Nói không chừng là ông nội người ta lúc qua đời đã truyền lại. Cách tiêu tiền của người giàu thường rất kỳ quặc. Ông chủ tiệm nghĩ không nên dễ dàng đắc tội Lục Vân, đang chuẩn bị bắt tay vào làm, nhưng lúc này, vợ chủ tiệm lại đột nhiên kéo anh ta đến một góc. Nhỏ giọng nói, em cảm thấy, thẻ này của cậu ta có thể là thẻ ăn trộm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ăn cắp. Một câu nói này làm ông ta vỡ lẻ ra. Ông chủ tiệm bỗng nhiên nhớ tới trước đây không lâu, có tin tức đưa tin, một vị phú thương nào đó bị trộm đột nhập vào nhà, kẻ trộm không chỉ lấy mất tiền tài, còn nhanh tay trộm luôn thẻ VIP của Long Quốc Thương Hội. Có phải là tấm trước mắt này không? Ông chủ cửa hàng lại nói với vợ, anh có nhớ Long Quốc Thương Hội có thông báo, ai có thể cung cấp tin tức của chiếc thẻ đen quyền lực này thì sẽ được thưởng 10 vạn tệ đúng không? Không chỉ vậy, vị phú thương bị trộm kia cũng nói, ai có thể hỗ trợ bắt được kẻ trộm, ông ta cũng sẽ thưởng 100 vạn cho người đó. Hơn 100 vạn đó. Ánh mắt hai vợ chồng nhất thời nóng lên. Có hơn 100 vạn này, còn mở cửa hàng xe đạp cũ làm gì, trực tiếp cầm đi đầu tư bất động sản. Mua nhà mua xe, nó không thơm hơn sao? Bà xã, đợi lát nữa em đi gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ của Long Quốc Thương Hội, anh ở đây ổn định tình hình trước. Được. Hai vợ chồng tính toán, lập tức bắt đầu hành động. Ông chủ tiệm trở lại trước mặt Lục Vân, một bên nói lời khách sáo, một bên không nhanh không chậm giả vờ khử gì. Cho chiếc xe, vẻ mặt rất tự nhiên. Lục Vân tuy rằng đã sớm nhìn thấu, nhưng không có vạch trần. Hẳn muốn nhìn xem đôi vợ chồng này, đang chơi trò gì. Chưa đầy 15 phút sau, một chiếc xe thương vụ màu đen đi tới cửa hàng xe đạp. Cũ, một người đàn ông mang Âu phục giày da bóng loáng đi xuống, cùng với hai cảnh sát mặc thường phục. Hai vợ chồng vội vàng chạy tới nói, nhanh, chính là Hẳn. Bọn họ chỉ Lục Vân. Người đàn ông bận phục nhẹ gật đầu, bước nhanh về hướng Lục Vân nói, tiên sinh xin chào, tôi là người của Long. Quốc Thương Hội, là phân hội trưởng ở Giang Thành, có thể mạo muội hỏi tiên sinh vài vấn đề không? Hai cảnh sát mặc thường phục mỗi người đứng một bên Lục Vân, phòng ngừa Lục Vân chạy trốn. Lục Vân không có ý định chạy trốn nên bình tĩnh nói, hỏi đi. Lưu hội trưởng hỏi, tiên sinh, tôi nghe đôi vợ chồng này. Nói, trên người cậu có một thẻ VIP khách quý của Thương Hội, đúng không? Lục Vân gật đầu. Nếu tiên sinh không ngại. Có thể cho tôi xem thẻ khách quý của ngài một chút không? Tùy ý. Lục Vân lấy thẻ đen ra, Lưu hội trưởng chăm chú nhìn một hồi, gật đầu nói với hai gã bên cạnh, không sai, là thẻ VIP. Của thương hội chúng ta, ở Giang Thành phát hành không vượt qua 20 tấm. Sau đó hắn lại hỏi, tiên sinh, có thể cho biết tên của ngài không? Lục Vân. Lưu hội trưởng mở máy tính xách tay của ông ta, nhập vào hai chữ Lục Vân, máy tính hiển thị không có người này. Ông ta lập tức ra hiệu cho hai nhân viên cảnh sát. Hai người cảnh sát mặc thường phục nhanh chóng lấy giấy chứng nhận ra, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lục Vân, chúng tôi là Cục Công an Giang Thành, hiện tại hoài nghi anh có liên quan đến vụ án trộm nửa tháng trước, xin phối hợp với chúng tôi điều tra. Lúc này Lục Vân mới hiểu được, thì ra bọn họ coi mình là đạo tặc. Không nghĩ tới một tấm thẻ đen còn có nhiều phiền phức. Như vậy, đôi vợ chồng chủ tiệm, nhìn thấy cảnh này nhất thời kích động không thôi. Thì ra tên này thật sự là ăn trộm, bọn họ lập tức sẽ có hơn 100 vạn tiền thưởng, sướng quá. Nhưng mà tên trộm này cũng thật sự quá ngu xuẩn, trộm đồ không giấu đi, còn dám rung ra bên ngoài,
thật không biết trong đầu hẳn chứa cái gì. Lục Vân bất đắc dĩ nói, hai vị cảnh sát, tôi cũng rất muốn phối hợp với hai người, nhưng hôm nay e rằng không được. Buổi trưa hắn còn phải tới Tôn gia để xem miếng đá kia, nếu như vào cục cảnh sát, không phải sẽ lỡ hẹn sao. Nhưng hai gã cảnh sát mặc thường phục nghe thấy lời này của hẳn, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, quát, cậu dám chống lại người thi hành công vụ. Nói xong liền rút khẩu súng trên lưng ra. Lục Vân cười khổ lắc đầu, không phải chống cự, mà là bởi vì người các anh muốn bắt, căn bản không phải tôi, tấm thẻ đen này là người khác đưa cho tôi. Người khác tặng. Mấy người nhất thời sửng sốt. Bà chủ cửa hàng xe nhịn không được cười ra tiếng nói. Ha ha ha, thẻ VIP chân quý như vậy, có tên điên nào đi tặng cho cậu? Tên điên. Biểu tình Lục Vân nhất thời trở nên cổ quái vài phần, liếc bà chủ một cái nói, không biết Nam Giang Vương nghe thấy bà gọi hẳn là tên điên, sẽ có cảm giác gì? Nam Giang Vương, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Tiếng cười của bà chủ cửa hàng xe cũng im bặt, nhưng rất nhanh lại châm biếm nói, cậu đang nói đùa cái gì, Nam Giang Vương là nhân vật như thế nào, cậu với tới sao? Bà ta nhìn lướt qua Lục Vân, vẻ mặt không tin. Mấy người còn lại đương nhiên cũng không tin, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Vân, hội trưởng Lưu vì cẩn thận, vẫn quyết định gọi điện thoại cho Nam Giang Vương hỏi ý kiến. Từ cơ sở dữ liệu khách hàng quan trọng của thương hội, hội trưởng Lưu tìm được phương thức liên lạc của Nam Giang Vương. Giang Nam Vương ngài khỏe chứ, tôi là Lưu hội trưởng của Long Quốc Thương hội, xin hỏi một chút, thẻ VIP chí tôn của thương hội có còn ở chỗ của ngài không? Tặng người khác rồi, có vấn đề gì? Tặng người khác rồi. Lưu hội trưởng nhất thời trong lòng lộp bộp, tiếp tục hỏi, xin hỏi người ngài đưa, có phải tên là Lục Vân hay không? Họ Lưu kia, tôi cảnh cáo ông, nếu các ngươi dám mạo phạm Lục tiên sinh, ngày mai lão tử sẽ đem tất cả tiền gửi trong thương hội chuyển ra ngoài. Đờ mờ, ngay cả Lục tiên sinh cũng dám đắc tội, xem ra Long Quốc thương hội của các ông cũng to gan gớm nhỉ, muốn bị vặt đầu đúng không? Đầu bên kia điện thoại, Nam Giang Vương lôi áo một tay che chán một tay cầm điện thoại còn miệng thì không ngừng mãn chửi, nói chuyện cũng không để ý gì nữa, có thể thấy Nam Giang Vương đang rất tức giận. Lưu hội trưởng trợn tròn mắt. Tấm thẻ đen này, thật đúng là Nam Giang Vương tặng cho Lục Vân. Đáng sợ hơn, ông ta nghe được từ trong giọng nói của Nam Giang Vương đang run rẩy, đây đường đường là Nam Giang Vương, vị Lục tiên sinh này rốt cục có thân phận gì? Lại có thể làm cho Nam Giang Vương sợ hãi như vậy. Còn nói đắc tội Lục tiên sinh, Long Quốc thương hội sẽ bị vặt đầu. Lục tiên sinh này, mạnh như vậy sao? Mặc kệ Nam Giang Vương có nói ngoa hay không, hội trưởng Lưu đều biết, vị Lục tiên sinh trước mắt này, ông ta không được đắc tội. Lục tiên sinh, đây là hiểu lầm, ngài ngàn vạn lần không nên tức giận, tôi nhận lỗi với ngài. Hội trưởng Lưu cẩn thận nói lời xin lỗi. Trên trán lấm tấm đầy mồ hôi nóng. Ông ta đang run sợ. Nam Giang Vương là khách hàng quan trọng của Long Quốc Thương hội bọn họ, nếu thật sự đem toàn bộ số tiền gửi chuyển rời ra đi, tổng hành dinh bên trên nhất định sẽ chú ý tới. Đến lúc đó, vị trí phân hội trưởng của ông ta cũng không ngồi được nữa. Lục Vân thu hồi thẻ đen nói, không có việc gì, giải quyết hiểu lầm là được rồi, tôi cũng không nghĩ tới một cái thẻ ngân hàng lại gây ra nhiều rắc rối như vậy. Lục Vân vừa nói xong, điện thoại liền vang lên, là Nam Giang Vương gọi tới hỏi thăm tình hình của hẳn. Cuộc điện thoại này cũng làm cho đám người Lưu hội trưởng càng thêm xác định, vị thanh niên nhìn cực kỳ bình thường này có bối cảnh vô cùng khủng bố, nếu không Nam Giang Vương sẽ không lập tức gọi điện thoại nhanh đến như vậy. Quần áo sau lưng bọn họ ướt hết rồi. May mà tính tình Lục Vân tốt, không so đo với bọn họ. Lưu hội trưởng cảm ơn rối rít sau đó rời đi. Hai gã cảnh sát mặc thường phục thấy là hiểu lầm, tự nhiên cũng rút lui theo sau. Mà đôi vợ chồng chủ tiệm kia lại hoảng sợ nói, Lục tiên sinh, hai vợ chồng chúng tôi cũng không phải cố ý, ngài đại. Nhân đại lượng xin tha thứ cho chúng tôi. Hơn 100 vạn bay mất, trong lòng hai vợ chồng chắc. Chẳng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng hai người càng cảm thấy sợ hãi hơn. Người trước mắt, rõ ràng chính là một nhân vật không tâm thường, nếu hắn nhỏ nhen đi so đo từng tí một. Thì cửa hàng của hai vợ chồng họ không phải cũng hóa thành nắm cát rồi sao? Phỏng chừng toàn bộ Giang Thành đều không có chỗ dung thân cho bọn họ. Nhìn hai vợ chồng run lẩy bẩy, Lục Vân lại cười cười nói, hai vợ chồng các ngươi cũng không làm sai chuyện gì, là do ngay từ đầu tôi không nói rõ ràng,
Lục tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, hẳn là do chúng tôi mê tiền, không hỏi rõ tình hình. Được rồi, mau khử dỉ cho bảo bối của tôi đi làm ngay đây. Ông chủ cửa hàng lập tức bắt đầu làm việc, tay chân muốn nhanh nhẹn bao nhiêu thì nhanh nhẹn bấy nhiêu, không chỉ giúp Lục Vân loại bỏ sắt dỉ trên giá xe, còn cẩn thận phun sơn tốt nhất, dây xích và đinh ốc cũng toàn bộ đổi thành mới. Nhìn cây xe đạp cũ nát lúc trước của mình, Lục Vân vô cùng hài lòng. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Không thu tiền, không thu tiền, ngài không so đo với đám tiểu nhân chúng tôi, sao còn dám thu tiền của Lục tiên sinh? Hai người làm ăn nhỏ cũng không dễ dàng, mau nhận lấy đi. Cuối cùng Lục Vân vẫn đưa tiền cho ông chủ tiệm, sau đó cưỡi xe rời khỏi. Vợ chồng hai người nhìn theo bóng lưng Lục Vân, cảm động nói ra, rõ ràng là một nhân vật lớn, lại gần gũi đến như vậy, thực sự hiếm thấy đây. Em cũng cảm giác vị Lục tiên sinh này, tương lai sẽ trở thành trụ cột của Long Quốc chúng ta. Có lẽ, hắn chính là Vân Thiên Thần Quân kế tiếp chăng? Sau khi Lục Vân rời khỏi cửa hàng xe đạp, tâm tình có chút kích động lập tức đi tới một ngõ nhỏ hẻo lánh. Ai nói chiếc xe cũ này là sắt vụn, đây rõ ràng là bảo bối vô giá. Lục Vân vội vàng ngồi lên, hai tay cầm tay lái, tiếp theo lòng bàn tay hẳn hiện ra một tia chân khí cực kỳ bé nhỏ. Nhất thời, vèo, chiếc xe đạp cũ dùng tốc độ cực nhanh, dính lên vách tường theo hướng 90 độ sau đó bay vọt lên không trung. Ha ha, không biết là ai luyện ra pháp khí này, làm mình tiết kiệm biết bao nhiêu công sức. Lục Vân cười to một tiếng, không cần dùng chân đạp bàn đạp, chiếc xe tự động xuyên qua các tòa nhà cao tầng, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ của tàu cao tốc. Bên dưới có một đôi tình nhân đang giận dỗi. Chàng trai nói, em yêu, em đừng giận nữa. Anh đảm bảo sau này sẽ không nói dối em nữa, nếu còn nửa câu nói dối, thì em cứ việc đánh anh. Chết tiệt, em yêu, em mau nhìn kìa, trên trời có một chiếc xe đạp đang bay kìa. Bốp, nữ sinh tát một cái lên mặt nam sinh, phẫn nộ nói, cha nam. Muốn chia tay thì nói thẳng ra, không cần thiết tìm cớ như vậy. Chắc Lục Vân cũng không biết được, hành động của hắn đã làm tan vỡ biết bao cặp đôi. Vì không muốn gây ra náo động lớn hơn nữa, sau khi Lục Vân thử một phen, liền tìm một nơi không ai nhìn thấy đáp. Xuống. Tôn gia, ngoài đình viện. Ba cha con nhà họ Tôn, đang bồn chồn hồi hộp chờ Lục Vân đến. Tôn Thiên Lỗi hỏi, ba, sắp đến giờ cơm rồi, Lục tiên sinh thật sự sẽ đến sao? Tôn Cẩm Vinh khẳng định nói, chắc chắn sẽ đến, Lục tiên sinh nói đến thì nhất định sẽ đến, khối đá kia con tìm được chưa? Tìm được rồi. Để ở phòng khách, chờ Lục tiên sinh tới là có thể đưa cho ngài ấy. Nhớ kỹ, đợi lát nữa Lục tiên sinh tới, nhất định phải chiêu đãi thật tốt, ngàn vạn lần không được mạo phạm Lục tiên sinh. Con hiểu rồi. Lúc này, Tôn Thiên Quý bỗng nhiên nói, ba, hình như con thấy Lục tiên sinh đạp xe tới. Tôn Cẩm Vinh trở tay vung một cái tát lên mặt Tôn Thiên Quý, cả giận nói, mới vừa nói với anh không được mạo phạm Lục tiên sinh, con mẹ nó anh liền nói hưu nói vượt. Lục tiên sinh có thân phận gì, sao lại đạp xe đạp? Khu, ba, hình như con cũng thấy Lục tiên sinh đạp xe. Tôn Thiên Lỗi vừa dứt lời, một chiếc xe đạp kêu két một tiếng sau đó dừng ở trước mặt ba người. Lục Vân xuống xe nói, Tôn lão gia tử, mọi người chờ tôi lâu chưa? Cảm Tôn Cẩm Vinh thiếu chút nữa bị dọa ngất ra đất. Đúng là Lục Vân đạp xe đạp tới, nhưng mà chiếc xe đạp này có chút quen mắt nha. Tôn Cẩm Vinh lấy lại tinh thần. Chép chép miệng nói, Lục tiên sinh, chiếc xe đạp này là chiếc buổi sáng cậu mua ở cửa hàng đồ cổ. Sao ừ, tôi bảo người sơn lại cho nó, đi rất tốt. Lục Vân vỗ võ yên xe đạp, hết sức hài lòng nói. Ba người lập tức lộ ra vẻ mặt cổ quái. Tôn Cẩm Vinh há mồm muốn nói, nhưng nghẹn nửa ngày, cũng chỉ nghẹn ra một câu, Lục tiên sinh thật là gần gũi bình dị. Tôn Thiên Lỗi thì ở trong lòng cảm khái. Lục tiên sinh không hổ là em vợ của Vân Thiên Thần Quân, thật là có cá tính. Một chữ thôi, tuyệt. Lục Vân đi theo ba người Tôn Cẩm Vinh vào phòng khách. Vẻ mặt Lục Vân khẽ động. Hạ ẩn cảm giác được một cỗ năng lượng dao động, trong nháy mắt liền đem ánh mắt tập trung lên khối đá trong suốt đang đặt ở trên bàn. Huyền Dương Thạch. Thứ tốt nha. Tôn Cẩm Vinh vừa cười vừa nói, đây chính là tảng đá đặc biệt mà tôi nói, Lục tiên sinh. Cậu xem có phù hợp với yêu cầu của cậu không? Phù hợp, rất phù hợp, ha ha, lão gia tử ông nói một con số đi, khối đá này tôi mua.
Nói chuyện tiền nong sẽ làm tổn thương tình cảm, tảng đá này chúng tôi giữ lại cũng vô dụng, không bằng tặng cho Lục tiên sinh làm quà đi. Điều này sao có thể được? Sao lại không được? Mạng của tôi đều là do Lục tiên sinh cứu, nếu Lục tiên sinh ngay cả chút quà này cũng không muốn nhận, ông già tôi sẽ tức giận đó. Tôn Cẩm Vinh nói xong thì sắc mặt trầm xuống giả bộ không vui. Lục Vân không lay chuyển được mấy con người này chỉ đành phải nhận lấy Huyền Dương Thạch nói, nếu lão gia tử đã nói như vậy, tôi đây sẽ không khách khí nữa. Một đám người lại cười hì hì với nhau. Lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra một thanh âm dễ nghe, nhưng mang theo vài phần oán giận nói, rốt cuộc khi nào mới ăn cơm a, bụng nhỏ của tôi sắp đói đến bẹp dí rồi. Chỉ thấy một cô gái dáng dấp học sinh trung học đi ra. Cô bé tóc dài buộc đuôi ngựa, tóc mái ngang, một đôi mắt to như bảo thạch, lóe ra sắc thái linh động của một cô bé tuổi dậy thì. Trên người cô bé mặc một chiếc áo tê sớt nền trắng in hình gấu, phía dưới là một chiếc váy xếp nếp màu đen đến đầu gối, hai đoạn chân chẳng mượt mà, bóng loáng nhẫn nhụi. Có thể nói là Tiểu Hà vừa mới ngây ngô đi ra. Tôn Cẩm Vinh răn dậy, không có quy tắc, không thấy có khách sao. Còn không mau gọi Lục tiên sinh. Lục tiên sinh. Cô gái tò mò đánh giá Lục Vân một cái, khéo léo chà chà mũi nhỏ cau mày lại hỏi, anh ta không lớn hơn con là bao, tại sao phải gọi anh ta là Lục tiên sinh? Làm càn. Tôn Cẩm Vinh còn muốn răn dậy, lại nghe Lục Vân khoát tay nói, không sao, trẻ con mài. Anh nói ai là trẻ con? Vừa nghe Lục Vân nói lời này, cô gái liền không vui, dùng sức ưỡn ngực của mình ra. Rồi lại phát hiện ưỡn không ra cái gì nên có chút xấu hổ liền thu hồi lại. Tôn Cẩm Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, giới thiệu với Lục Vân, nhà đầu điêu ngoa này là cháu gái tôi, tên là Tôn Tiểu Sở, Lục tiên sinh ngàn vạn lần đừng chê cười. Sẽ không đâu. Lục Vân đương nhiên không đi so đo với một cô bé làm. Gì, tuy rằng hẳn cũng chỉ lớn hơn Tôn Tiểu Sở không đến 3 tuổi. Đoàn người ngồi xuống ăn cơm. Trong bữa tiệc. Tôn Cẩm Vinh nói chuyện ba câu thì nhắc đến Tôn Tiểu Sở cả ba câu, mặt mày hớn hở nói, Lục tiên sinh, đừng thấy cháu gái tôi có hơi điêu ngoa, kỳ thật tâm địa vô cùng thiện lương, nếu Lục tiên sinh không chê, sau này có cơ hội mong rằng sẽ dạy dỗ nó nhiều hơn. Lời này nói ra, Lục Vân xem như hiểu được nguyên nhân Tôn Cẩm Vinh mời mình tới ăn cơm, là muốn tác hợp cho mình và cháu gái ông ta. Cháu gái ông ta mới học cấp 3. Tôn lão gia tử ông cũng thủ đoạn quá rồi đấy. Lục Vân chỉ biết giả vờ ngồi ăn để rời sự chú ý của mấy người bọn họ, ai ngờ Tôn Thiên Lỗi cũng nói bóng nói gió, Lục tiên sinh ưu tú như vậy người, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích đúng không? Khụ, khụ. Lúc này, Tôn Tiểu Sở đột nhiên đẩy bát đũa, thở phì phò nói, mọi người nói chuyện phiếm với Lục tiên sinh, sao cứ nhắc con mãi thế, thật chán chết được. Nói xong cô bé liền đứng lên định rời đi. Tôn Cẩm Vinh cả giận nói, cơm còn chưa ăn xong, con muốn chạy đi đâu? Con no rồi. Tôn Tiểu Sở trả lời một câu, sau đó liền đeo cặp sách nhỏ chuẩn bị ra ngoài. Tôn Thiên Lỗi nhíu mày nói, hôm nay không phải không có tiết sao? Đừng quản con. Tôn Tiểu Sở đùa giỡn nói một câu, nhưng ngay sau đó lại bổ sung nói, con hẹn mấy bạn học đi Thiên Đãng Sơn chơi, buổi chiều sẽ về muộn một chút. Con bé này, Tôn Cẩm Vinh tức giận nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vốn còn muốn tác hợp một đoạn nhân duyên, kết quả nhà đầu điêu ngoa này lại không biết điều, lần này thì xong rồi, Lục tiên sinh nhất định không có ấn tượng tốt với cô rồi. Tôn Cẩm Vinh cực kỳ thất vọng. Lúc này lại nghe Lục Vân nói, Tôn lão gia tử đừng bực tức, để tôi đi theo cô bé ra ngoài. Hai mắt Tôn Cẩm Vinh lập tức sáng ngời. Mặt mày hớn hở nói, vậy làm phiền Lục tiên sinh quan tâm tới Tiểu Sở nhiều hơn. Chờ sau khi Lục Vân rời khỏi phòng khách, ba người sáu mắt vui sướng nhìn nhau. Thì ra Lục tiên sinh thích mẫu con gái này, có hy vọng ha hét. Mà bọn họ nào đâu biết, Lục Vân đi theo Tôn Tiểu Sở ra cửa, lại có dụng ý khác. Bên ngoài, Lục Vân nhìn làn váy chập chờn của cô gái phía trước, thản nhiên nói một câu, tôi khuyên cô hôm nay tốt nhất không nên ra ngoài. Tôn Tiểu Sở dừng bước, xoay người thở phì phò trừng mắt nhìn hắn, không cần anh quan tâm, Lục tiên sinh. Ba chữ Lục tiên sinh, cô nhấn rất mạnh, dường như không phục chuyện Tôn Cẩm Vinh bảo cô gọi Lục Vân là Lục tiên sinh. Thấy Tôn Tiểu Sở quay đầu bước đi, Lục Vân chỉ có thể
bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thật đúng là điêu ngoa. Lục Vân đẩy xe đạp của mình, yên lặng đi theo. Hắn đương nhiên không phải có ý với Tôn Tiểu Sở, mà là bởi vì lúc nhìn thấy Tôn Tiểu Sở, Lục Vân nhìn thấy trên mi tâm của cô có một luồng sát khí. Chẳng qua vừa rồi ở trong phòng khách, Lục Vân không nói ra chuyện này, một là bởi vì nói ra bọn họ cũng không hiểu, hai là sẽ làm cho Tôn gia lo lắng. Tôn lão gia tử đối với hắn không tệ, hơn nữa lúc trước Lục Vân đã nghe chị Khuynh Thành nói, Tôn gia lại đồng ý đem tất cả các kênh tiêu thụ dùng để phục vụ sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành. Cho nên về tình về lý, Lục Vân cũng không thể ngồi yên không để ý tới chuyện của Tôn Tiểu Sở. Lục Vân lặng lẽ đi theo, Tôn Tiểu Sở tức giận bước nhanh hơn về phía trước, cũng rất nghi hoặc, người này rốt cuộc là muốn làm gì, thời này rồi còn cưỡi xe đạp. Đúng là một kẻ lập dị. Bỗng dưng có một chiếc Audi SUV dừng bên đường, bên cạnh còn có hai nam một nữ. Trong đó một thanh niên đeo kính râm, ước chừng 22-23 tuổi, hai người khác thì là học sinh trung học. Bọn họ đang đợi Tôn Tiểu Sở. Tiểu Sở, cuối cùng cậu cũng tới, chúng tớ chờ cậu nửa tiếng rồi đấy. Xin lỗi Văn Văn, hôm nay nhà tớ ăn cơm trưa hơi muộn. Nữ sinh tên Tạ Văn, nhìn thấy Tôn Tiểu Sở lập tức chạy tới nắm tay cô, bọn họ là một đôi bạn thân. Đây là anh Đường Húc, Đường Lỗi, hai người bọn họ sẽ đi cùng chúng ta lên Thiên Đãng Sơn, chiếc SUV này chính là của anh ấy. Tạ Văn mang theo Tôn Tiểu Sở đi tới trước mặt thanh niên đeo kính râm, giới thiệu. Chào anh Đường, Tôn Tiểu Sở lên tiếng chào hỏi. Được. Đường Lỗi cười gật đầu, yên lặng đánh giá Tôn Tiểu Sở, nhất là đoạn bắp chân chẳng nõn dưới váy xếp nếp của cô, quá đẹp. Thật sự là một em gái trung học thanh thuần a. Trong mắt Đường Lỗi hiện lên một tia dâm tà, nhưng mà nhờ có kính râm che lấp nên những người khác hoàn toàn không phát hiện ra. Đường Húc ở một bên nói, anh, người đông nên chúng ta đi nhanh một chút, em đang chờ để nghe Hoàng Mi Đại Tiên tụng kinh. Bốn người liền lên xe. Đường Lỗi một bên lái xe một bên tò mò hỏi, mọi người vừa rồi nói Hoàng Mi Đại Tiên, người này thật sự có thần như vậy không? Đương nhiên, lần trước mọi người có đi qua một lần, lúc đó đã nghe Hoàng Mi Đại Tiên tụng kinh, Đại sư tụng kinh phảng phất như có một loại ma lực, trong nháy mắt có thể làm cho người ta đảm chìm trong đó, phiền não gì cũng quên đi. Tạ Văn có chút hưng phấn nói xong cô liền chú ý tới Tôn Tiểu Sở, Tôn Tiểu Sở luôn nhìn về phía sau nên Tạ Văn tò mò hỏi, Tiểu Sở, cậu đang nhìn cái gì vậy? Ách, không có gì. Tôn Tiểu Sở còn có thể nhìn cái gì, đương nhiên là đang nhìn Lục Vân có đi theo hay không. Theo lý thuyết loại chuyện này không có khả năng xảy ra, bởi vì Lục Vân đạp xe đạp, cho dù như thế nào cũng đuổi. Không kịp xe SUV. Nhưng trong lòng Tôn Tiểu Sở, lại luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Dường như Lục Vân vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Xuyên qua một đoạn đường núi gập ghềnh, phía trước một đoạn đường rất dài tương đối bãng phẳng, Tôn Tiểu Sở lại nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhất thời hét lên một tiếng. AI! Làm sao vậy? Tạ Văn ở một bên vội vàng hỏi. Tôn Tiểu Sở chỉ vào phía sau nói, cậu mau nhìn đi, chiếc xe đạp kia. Tạ Văn cũng quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài, Tạ Văn khó có thể tin được cũng kinh hô lên, điều này sao có thể. Chỉ thấy phía sau xe SUV của bọn họ, có một chiếc xe đạp không ngừng đuổi theo. Chủ nhân xe đạp, ngoại trừ Lục Vân còn có thể là ai? Tôn Tiểu Sở che cái miệng nhỏ nhắn anh đào của cô lại nói, vị Lục tiên sinh này, chẳng lẽ là vận động viên xe đạp? Chuyên nghiệp. Tiểu Sở, cậu biết người phía sau? Ừ, anh ấy tên là Lục tiên sinh, tên thật tôi không biết, nhưng trưa nay anh ấy ăn cơm trưa ở nhà tôi. Tạ Văn liên tục nói, cái này cũng quá trâu bò nha. Đa phần đường lên Thiên Đãng Sơn đều là đường núi, Đường Lỗi không dám lái quá nhanh, nhưng tốt xấu gì cũng lái với tốc độ 40 km/h, chiếc xe đạp phía sau kia còn đuổi kịp, đây không phải trâu bò thì là gì. Những cô gái trung học này, sùng bái nhất chính là loại con trai thần bí như vậy. Tạ Văn đột nhiên rất muốn làm quen với thanh niên cưỡi xe đạp này. Tuy nhiên, Đường Lỗi ngồi ở vị trí lái xe, biểu cảm không mấy vui vẻ cho lắm. Là mày lại là mày. Lão tử thật vất vả lắm mới tán được gái, lại phải đụng chúng mày, CMN mày theo dõi lão tử đúng không? Đường Lỗi đã thông qua kính chiếu hậu, nhận ra Lục Vân phía sau. Ngày đó ở quán ba Dạ Tường Vi, Đường Lỗi cầm một sợi dây tinh thần chi mộng đến gần Diệp Khuynh Thành,
kết quả lại bị tên tiểu tử Lục Vân này nhảy ra quấy rối, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Ngày đó nếu không phải kiêng kỵ Dạ Tường Vi, Đường Lỗi chắc chắn không tha cho Lục Vân. Thật sự là không nghĩ tới. Hôm nay lại đụng phải tiểu tử kia, hơn nữa nhìn biểu hiện sùng bái của hai nữ sinh ngồi sau kia, Đường Lỗi liền biết, khắc tỉnh của hắn lại tới nữa. Cho nên Đường đại thiếu làm sao có thể không tức giận. Bùm! Đường Lỗi đạp chân ga xuống, tốc độ xe đột nhiên tăng lên tới 80 km/h, trong nháy mắt liền bỏ xa Lục Vân không thấy bóng dáng đâu. Đường Húc lo lắng nói anh, đây là đường núi, anh lái chậm một chút đi, chúng ta tuy rằng đều rất muốn nhìn thấy. Hoàng Mi đại tiên, nhưng cũng không cần vội như vật. Yên tâm đi, anh chưa nhìn thấy Hoàng Mi đại tiên, không có nghĩa là anh chưa từng tới Thiên Đấng Sơn, con đường này anh rất quen thuộc, một đoạn phía trước đều rất băng phẳng, đừng lo. Đường Lỗi vô cùng tự tin, cho đến khi chắc chắn đã bỏ qua Lục Vân rất xa, mới giảm tốc độ xuống. Nhưng mà, không lâu sau, trong kính chiếu hậu, một chiếc xe đạp đã theo đuôi phía sau cách xe SUV của hắn khoảng 20 mét. Ôi mẹ, gặp quỷ à! Đường Húc kêu to, ngay cả Tôn Tiểu Sở lúc trước không phục Lục Vân, cũng nhịn không được kích động nói, thì ra Lục Tiên Sinh lợi hại như vậy, sớm biết tôi đã ngồi xe đạp của anh ấy là được rồi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Đường Lỗi lại trỗi lên sự đố kỵ, cho nên hắn ta tăng tốc. Ầm ầm ầm. Trong xe ba người đều là hoảng sợ, vội nói, Đường, chậm một chút. Chậm một chút, chúng tôi sợi. Nhưng Đường Lỗi đã bị cơn tức giận làm mở mắt, trực tiếp tăng tốc độ lên 200 km/h khiến cho người bên trong xe kêu loạn cả lên. Nơi này là đường núi, không phải đường cao tốc, lái nhanh như vậy, hồn cũng bị dọa không còn. Tuy nhiên, khiến Đường Lỗi sụp đổ chính là, cho dù tốc độ xe của hắn có nhanh hơn nữa, cũng không cắt đuôi được Lục Vân. Thậm chí lúc này đây, Lục Vân tăng tốc vào tới vị trí ngang bằng đầu xe của hắn, hướng về phía hắn đưa đầu ngón tay cái xuống đất. Đường Lỗi điên rồi, hắn chưa từng thấy người lái xe đạp nào dám kiêu ngạo như vậy. Quả thực không thể nhịn. Đường Lỗi cần răng chuẩn bị tiếp tục tăng tốc, nhưng lúc này đây, Lục Vân vèo một tiếng đem hắn bỏ lại phía sau. Cái này mẹ nó, đây hoàn toàn trái với lẽ thường nha, đó là xe đạp sao, nói nó là tên lửa tôi đều tin. Bốn người nghẹn họng nhìn chân chối. Nguy rồi. Lúc này, Tôn Tiểu Sở đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hoảng sợ nói, phía trước hình như là Tử Thần Loan. Tử Thần Loan. Tên như ý nghĩa, một khúc cua hiểm trở xảy ra nhiều tai nạn, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm xảy ra tai nạn giao thông ở đó, hoặc nhẹ hoặc nặng không dưới 20 vụ. Lục Vân tuy rằng đạp xe đạp, nhưng với tốc độ nhanh như này, đến Tử Thần Loan căn bản không kịp thăng lại. Hơn nữa mấy ngày trước mưa, đường núi lầy lội trơn trượt, xác suất Lục Vân rơi xuống vách núi, cao tới 70-80%. Tôn Tiểu Sở lo lắng nói, anh Đường, anh nhanh đuổi theo. Lục Tiên Sinh, nhắc nhở anh ta phía trước có khúc cua nguy hiểm. Tuy rằng Tôn Tiểu Sở tính cách có chút điêu ngoa, nhưng tâm địa thiện lương, cho dù như thế nào cũng không đành lòng nhìn Lục Vân rơi xuống vách núi. Đường Húc lắc đầu nói, chỉ sợ lúc này đuổi theo đã không kịp. Có khi còn dọa hẳn khiến hẳn phát hoảng. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Tiểu Sở lòng nóng như lửa đốt, mặc dù không biết Lục Vân có thể nghe rõ giọng nói của cô hay không, nhưng vẫn cố gắng thò đầu ra cửa sổ xe hô, Lục Tiên Sinh cẩn thận, phía trước là Tử Thần Loan. Sống chết có sốt. Đường Lỗi lại cười lạnh một tiếng, trong phạm vi có thể khống chế, tăng tốc độ xe. Hắn cũng không phải vì nhắc nhở Lục Vân, mà là không muốn bỏ qua hình ảnh rơi xuống vách núi đặc sắc như vậy. Cuối cùng, trong tầm nhìn của bọn họ, Lục Vân đã vào tới đoạn Tử Thần Loan. Đường Lỗi nhe răng cười càng thêm càn rỡ. Ha ha ha, đúng, chính là như vậy, tốt nhất ngã tan xương nát thịt, xem mày còn dám phá hư chuyện tốt của bổn thiếu gia nữa hay không, đáng đời. Á, hai nữ sinh trung học hoảng sợ che kín hai mắt, không dám tiếp tục quan sát hình ảnh tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, Đường Húc ngồi ở ghế lái phụ, đột nhiên hét lên còn to hơn hai cô nữ sinh bên cạnh, đậu mái. Tôn Tiểu Sở vội vàng hỏi, làm sao vậy? Lục Tiên Sinh ngã xuống rồi sao? Tạ Văn cũng tỏ vẻ nghỉ hoặc. Vừa rồi hai cô gái trung học này nhìn thấy Lục Vân gần như sắp ngã xuống vách núi, cho nên đã che mắt lại, nhưng
nghe giọng hét của Đường Húc bọn họ đoán ra đây không phải là tiếng hét khi thấy người rơi xuống núi mà là tiếng hét của kinh ngạc và khiếp sợ. Đúng vậy, là khiếp sợ. Giống như là đột nhiên nhìn thấy chuyện cực kỳ khó tin. Đường Lỗi cũng đạp mạnh một cước phanh xe lại, giảm tốc độ xuống, tay nằm tay lái đều đang run rẩy, hiển nhiên là vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy một màn chấn động đến không thể tin vào mắt mình. Mau nói cho chúng tôi biết, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhát. Hai cô gái càng tò mò. Im lặng một lâu, mới nghe Đường Húc hít sâu một hơi nói, các cậu từng thấy, xe đạp biết bay chưa? Xe đạp biết bay. Hai nữ sinh trong nháy mắt trừng to hai mắt. Đường Húc gật đầu, đúng vậy, xe đạp biết bay. Vừa rồi, tất cả mọi người cho rằng Lục Vân muốn đồng quy vu tận với cái xe đạp xấu số kia, nhưng bỗng nhiên thấy chiếc xe đạp kia, tốc độ cực kỳ nhanh nghiêng mình lướt qua Thần Tử Loan như một cơn gió. Mà lốp xe đạp phía sau, lại dán sát mép vách núi, nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn. Đây tuyệt đối không đơn giản là cua xe bình thường, mà rõ ràng là chiếc xe đạp đó đã bay lên. Xe bốn bánh nảy lên không trung, tuy rằng cũng có hơi khó khăn, nhưng chỉ cần luyện tập thêm, người bình thường đều có thể làm được, nhưng xe đạp thì không giống nhau. Xe đạp chỉ có hai bánh xe, hơn nữa diện tích lốp xe nhỏ, lực ma sát cũng nhỏ, điều này có nghĩa là lực bám của nó rất yếu. Lực bám của xe đạp yếu, cho nên khi nghiêng người trượt, rất khó khống chế, khả năng lớn nhất chính là cả người lẫn xe cùng nhau ngã ra ngoài. Nhưng vừa rồi, bọn họ quả thực nhìn thấy, Lục Vân và chiếc xe đạp của hắn thực hiện một kỹ thuật cua xe siêu khó, thậm chí có thể nói là Ha đã điều khiển cho chiếc xe đạp. Không còn chạm đất. Ai dám tin? Không tin cũng phải tin. Đường Lỗi mơ mơ màng màng dùng tốc độ chậm nhất để vượt qua khúc cua Tử Thần Loan. Xuyên qua khúc cua gấp, bên đường cái phía trước, có một chiếc xe đạp được dựng ở đấy, muốn nổi bật bao nhiêu thì nổi bật bấy nhiêu. Lục Vân nhàn nhã đứng ở nơi đó. Đường Lỗi xuống xe, dù trước đó hắn không ưa Lục Vân cho lắm, giờ phút này cũng tò mò hỏi, rốt cuộc sao mày làm được thế? Đường Lỗi bị sốc. Một chiếc xe đạp chạy với vận tốc 130 km/h, sau đó lại điều khiển chiếc xe đạp như bay lên không trung, ai nhìn thấy mà chẳng khiếp sợ chứ? Lục Vân cười nói, anh muốn học à, tôi có thể dạy cho anh. Khóe miệng Đường Lỗi giật giật. Ba học sinh trung học cũng từ Audi SUV nhảy xuống. Chạy đến trước mặt Lục Vân sờ trái sờ phải nhìn xem, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đường Húc kinh ngạc nói, quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ, vừa rồi tốc độ chạy nhanh như vậy, lốp xe đạp không chút hư hỏng nào, anh trai mua xe đạp này ở đâu, em cũng muốn đi mua một chiếc. Tạ Văn Sùng bái nói, đạp bay cao như thế, vừa. Thật là lợi hại, tôi chưa từng thấy xe thật sự hối hận vì đã che mắt lại. Tôn Tiểu Sở thì là trực tiếp chạy đến Lục Vân trước mặt, quơ quơ cánh tay của hắn nói, Lục tiên sinh, lát nữa dùng xe đạp của anh chở tôi lên núi được không? Lục Vân liếc cô một cái, bây giờ biết gọi là Lục tiên sinh rồi sao? Người ta biết sai rồi nha, nếu như anh không ngại, người ta cũng có thể gọi là anh đẹp trai. Tôn Tiểu Sở dí dỏm lè lưỡi, bộ dáng đáng yêu vô cùng. Lục Vân cao ngạo nói, nếu cô đã muốn ngồi xe đạp của tôi, vậy gọi thêm hai tiếng anh đẹp trai nghe xem nào. Anh đẹp trai, anh đẹp trai, anh đẹp trai. Được rồi, nể tình cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy, anh đây chở cô một lần, ngồi lên đi. Tôn Tiểu Sở hưng phấn không thôi nghiêng người ngồi lên ghế sau xe đạp, một tay ôm eo Lục Vân, tay kia đè lên làn váy. Lục Vân cười to một tiếng nói, ôm chặt, tôi sắp cất cánh rồi. Tôn Tiểu Sở làm sao còn để ý tới chiếc váy ngắn của mình, vội vàng dùng hai tay ôm chặt eo Lục Vân, khuôn mặt cũng dán sát vào lưng hẳn, kích động kêu không ngừng. Loại cảm giác gào thét trong gió như thế này thì cái bọn ngồi trên xe hơi làm sao biết được. Quá đã nghiền. Tạ Văn thì bĩu môi, vô cùng hâm mộ. Cả thiên đãng sơn đều quanh quẩn tiếng thét chói tai hưng phấn của Tôn Tiểu Sở. Cô ngồi trên xe đạp của Lục Vân. Thật sự giống như ngồi trên tên lửa, sườn dốc cũng nhẹ tênh mà đi lên không tốn chút sức lực. Hơn nữa điểm thần kỳ nhất chính là, rõ ràng trên mặt đất có nhiều tảng đá như vậy, rõ ràng cưỡi nhanh như vậy, nhưng Tôn Tiểu Sở lại không cảm giác được một chút sóc này. Lục tiên sinh quả nhiên là lão tài xế kỹ thuật lái xe cao siêu, quả thực quá lợi hại. Tôn Tiểu Sở mở cờ trong bụng, trong nháy mắt đi tới giữa sườn núi, nơi này có một cái bãi đỗ xe.
bên trong đã có mấy chục chiếc đã đỗ ở đây, người cũng dần dần nhiều. Bọn họ đều là thành kính đến nghe Hoàng Mi Đại Tiên tụng kinh. Lục Vân dừng xe đạp lại, dẫn tới không ít người đi đường đưa mắt tới. Người thanh niên này này trâu bò thật, đường núi dốc như vậy, lại đạp xe đạp đi lên, trên xe lại còn chở một cô bé nữ sinh trung học. Thanh niên bây giờ vì muốn bạn gái vui vẻ, đều liều mạng. Như vậy sao? Tuổi trẻ thật là tốt. Mặc dù Tôn Tiểu Sở vẫn chưa chơi chán, nhưng không còn cách nào khác, nửa sau đoạn đường núi có người trông coi, quy định tất cả mọi người phải đi bộ, để thể hiện sự tôn trọng với Hoàng Mi Đại Tiên tôn kính. Cho nên Tôn Tiểu Sở chỉ có thể xuống xe, sửa sang lại mái tóc rối của mình một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhàn vẫn còn lưu lại một tia kích thích. Hai người đợi một hồi lâu, Audi SUV của Đường Lỗi mới chạy đến bãi đỗ xe giữa sườn núi. Sau khi ra khỏi xe, ánh mắt ba người nhìn về phía Lục Vân, giống như đang nhìn quái vật. Bọn họ vừa rồi là trơ mắt nhìn, Lục Vân chở Tôn Tiểu Sở, vứt xe Audi SUV của bọn họ ở phía sau, chuyện này quả thực có hơi hư cấu. Tạ Văn chạy tới lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Tôn Tiểu Sở hỏi, Tiểu Sở, vừa rồi cậu cảm thấy thế nào? Rất kích thích, giống như ngồi tàu lượn siêu nhưng lại không có cảm giác khó chịu như ngồi tàu lượn siêu tốc, tóm lại rất thoải mái. Tôn Tiểu Sở không thể nào miêu tả hết cảm xúc của mình lúc này. Vẻ mặt Tạ Văn càng thêm hâm mộ nói, tớ cũng muốn ngồi một lần. Không được không được, Lục tiên sinh hôm nay chỉ có thể chờ một mình tớ, cậu chờ lần sau đi. Hừ, quá đáng, cậu có còn là bạn thân của tớ nữa hay không? Tạ Văn u oán nhìn Tôn Tiểu Sở, đưa tay chọc chọc người Tôn Tiểu Sở, hai cô gái náo loạn một hồi mới dừng lại. Đường Húc chạy đến trước mặt Lục Vân. Sùng bái nói, anh trai, anh ngầu quá, có thể cho em mượn xe đạp của anh một lát không, chỉ một lát thôi. Anh trai Đường Húc là Đường Lỗi tuy rằng không phải thứ gì tốt, nhưng tiểu tử này Vân rất ngoan, cho nên Lục Vân chỉ hơi do dự một lát, liền gật đầu. Có thể cho cậu mượn chơi một lát, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, chiếc xe bảo bối này của tôi biết nhận chủ, cậu cưỡi nó thì cũng đừng quá thất vọng đấy. Được, cảm ơn anh. Đường Húc kích động không thôi cưỡi lên xe đạp. Nhưng đạp trái đạp phải, cho dù là dùng hết sức từ lúc bú sữa đến giờ, cũng không đạp ra cảnh tượng trong tưởng tượng của cậu ta. Đây là một chiếc xe đạp bình thường đến không thể bình thường hơn. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ chiếc xe đạp này thật sự biết nhận chủ? Đường Húc thử vô số lần, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn từ bỏ, chiếc xe đạp quỷ dị này, cậu quả thật không khống chế được. Đường Húc nào có biết, chiếc xe đạp này kỳ thật là một pháp khí. Chỉ có rót chân khí vào nó mới có thể phát huy ra hiệu quả, không có chân khí nó chỉ là một chiếc xe đạp bình thường mà thôi. Hai nữ sinh nhìn thấy một màn như vậy, càng thêm sùng. Bái Lục Vân. Xem ra thật sự chỉ có Lục tiên sinh, mới có thể cưỡi được tốc độ như vậy. Xong rồi, trái tim thiếu nữ rơi vào tay giặc rồi. Đang. Đúng lúc này, đỉnh núi đột nhiên truyền đến tiếng chuông đồng, vang vọng khắp thiên đãng sơn. Vẻ mặt Đường Húc uể oải nhìn về phía đỉnh núi nói, Hoàng Mi Đại Tiên sắp bắt đầu tụng kinh rồi, chúng ta mau đi lên đi. Ừ, Lục tiên sinh cũng đi cùng chúng tôi đi, rất thần kỳ. Tôn Tiểu Sở kéo cánh tay Lục Vân nói. Dù sao cũng đã đến đây rồi, vậy thì đi xem đi. Lục Vân khẽ gật đầu, trong ánh mắt lại hiện lên một tia cảnh giác. Ngoại trừ Đường Lỗi thì ba người còn lại Lục Vân đều nhìn thấy trên mặt bọn họ có một luồng sát khí. Cho thấy cả ba người này đều đã nghe qua Hoàng Mi Đại Tiên tụng kinh. Hắn muốn xem vị Hoàng Mi Đại Tiên kia rốt cuộc là nhân vật phương nào. Đi theo đám người, mấy người Lục Vân đi bộ lên núi. Đỉnh núi. Đứng sừng sững là một tòa đạo quán cũ kỹ. Chỉ thấy một lão đầu khô gầy mặc đạo bào ngồi xếp băng trong đó, ông ta nhắm mắt lại, điểm chú ý chính là hai hàng lông mày màu nâu vàng trên mặt ông ta cực dài, giống như rèm cửa rủ xuống. Trách không được gọi là Hoàng Mi Đại Tiên. Lục Vân lần đầu tiên nhìn thấy vị Hoàng Mi Đại Tiên này, cũng cảm giác được trên người ông ta tản ra một loại khí tức quỷ dị, rất âm u, hoàn toàn không giống với đạo sĩ bình thường. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác cá nhân của Lục Vân. Mà mọi người chung quanh, thì vô cùng thành kính tôn vị Hoàng Mi Đại Tiên này thành tiên nhân. Các vị, ngồi đi. Một lát sau, Hoàng Mi Đại Tiên chậm rãi mở mắt. Thanh âm của ông ta có một loại năng lượng kỳ lạ, giống như thôi miên người khác, làm cho người nghe cảm giác rất an tâm. Nhưng càng như thế, Lục Vân lại càng cảm thấy không thích hợp.
mọi người ngồi trên mặt đất. Hoàng Mi Đại Tiên cũng không nói nhảm, trực tiếp mở kinh văn bắt đầu tụng, thanh âm càng nghe càng giống như đang thôi miên. Mọi người yên lặng lắng nghe, rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Điểm này có thể ngay cả chính bọn họ cũng không ý thức được, còn tưởng rằng vẫn đang lắng nghe kinh văn của Hoàng Mi Đại Tiên. Cũng khó trách Tạ Văn từng nói, lúc Hoàng Mi Đại Tiên tụng kinh, có một loại ma lực rất đặc biệt, làm cho người ta đảm chìm quên đi phiền não. Nếu như vậy vẫn còn không quên phiền não thì mới thật sự là có vấn đề. Lục Vân tuy rằng cũng nhắm mắt lại, nhưng trên mi tâm của hắn không hiện lên một vòng ánh sáng màu xanh nhạt như mọi người. Đạo thuật pháp huyền chân nhãn. Trong tầm mắt hắn, chỉ thấy một đứa bé trai trên trán hiện lên hai màu xanh tím, khuôn mặt trắng bệch, từ phía sau Hoàng Mi Đại Tiên chậm rãi bay lên, hai mắt mở to khiến cho tròng mắt như lồi ra bên ngoài. Lục Vân thấy tình hình này, không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc. Đây là quỷ đồng hung sát. Nuôi tiểu quỷ là một chuyện vô cùng tổn hại âm đức, từ trước đến nay bị người khác khinh thường. Nếu như vị Hoàng Mi Đại Tiên này dùng thọ nguyên của mình đi nuôi tiểu quỷ, Lục Vân lười xen vào việc của người khác. Có thể là vì một nguyên nhân nào đó, ví dụ như nhà có con mất sớm, sẽ thông qua phương thức này để giữ con lại bên mình không cho đi đầu thai. Chỉ cần không hại người, cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng điều làm cho Lục Vân phẫn nộ chính là, tên Hoàng Mi Đại Tiên này tà ác đạo nhân, lại dám dùng thọ nguyên của người vô tội nuôi tiểu quỷ. Đây là phạm vào sự tối kỵ của người u đạo. Cho nên trong khoảnh khắc quỷ đồng lao ra, Lục Vân đột nhiên mở mắt, một tia điện sách bén bản ra. Bốp! Hung sát quỷ đồng bất ngờ bị đánh, trên người toát ra một cỗ khói đặc gay mũi, tiếp theo liền thê lương kêu thảm thiết trốn trở về phía sau Hoàng Mi Đại Tiên. Đồ khốn này ở đâu ra, dám phá hỏng chuyện tốt của Hoàng Mi Đại Tiên tai. Hoàng Mi Đại Tiên ngừng đọc kinh văn, ánh mắt nham hiểm đảo qua mọi người. Cuối cùng dừng trên người Lục Vân. Tất cả mọi người còn ở vào trạng thái bị thôi miên, chỉ có Lục Vân, thần trí thanh tỉnh, cho nên nhất định là tiểu tử này dở trò quỷ. Ánh mắt Hoàng Mi Đại Tiên hung ác nhìn hắn chằm chằm. Lục Vân đứng dậy cười lạnh nói, loại bại hoại như ông cũng xứng tự xưng là tiên nhân, tôi thấy nên gọi ông là Hoàng Mi ác nhân mới đúng. Ánh mắt Hoàng Mi Đại Tiên ngưng tụ, kinh ngạc nói, cậu cũng là người tu đạo. Lục Vân vẫn chưa trả lời. Hoàng Mi Đại Tiên cho rằng hắn ngầm thừa nhận, trầm giọng nói, nếu là đạo hữu, ta cho phép cậu mang theo bằng hữu của cậu rời đi, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Lục Vân lách đầu, không được tốt lắm. Hôm nay cậu nhất định phải xen vào việc của người khác. Hoàng Mi Đại Tiên thấy Lục Vân không chịu rời đi, sắc mặt âm trầm, ánh mắt cũng lộ ra tia lạnh lẽo. Lục Vân hờ hững nói, gặp phải loại bại hoại như ông, tôi nghĩ chỉ cần là người có chút tinh thần chính nghĩa, đều sẽ không bỏ qua. Hơi khẩu khí thật lớn, dựa vào tiểu tử thối như cậu mà cũng muốn diệt Hoàng Mi Đại Tiên ta. Xem ra cậu chán sống rồi. Hoàng Mi Đại Tiên cười lạnh một tiếng, bàn tay vừa lật, một lá cờ đỏ như máu xuất hiện ở trong tay, sau đó chỉ về phía Lục Vân nói, quỷ đồng tử, giết hắn. Vừa dứt lời, quỷ đồng hung sát lập tức bộc phát ra một tiếng thét thê lương. Bộ mặt dữ tợn đánh về phía Lục Vân. Lục Vân khoanh tay mà đứng, ánh mắt lóe điện, đợi quỷ đồng kia nhào tới trước người, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng nói, chỉ là một tiểu quỷ, cũng dám ở trước mặt bổn vương càn rỡ, diệt. Hắn quát xong, trong hư không phía trước đột nhiên ngưng tụ ra một đạo phù ấn màu xanh cổ, chiếu thẳng vào chính diện quỷ đồng hung sát. Quỷ đồng hung sát trong chớp mắt cả người khói đen lượn lờ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cũng không dám tùy tiện tiếp cận Lục Vân. Hư không thành ấn, trong mắt Hoàng Mi Đại Tiên hiện lên một tia hoảng sợ. Thần thông hư không thành ấn chỉ có người tu đạo trình độ đạo pháp cực cao mới có năng lực thi triển ra. Hoàng Mi Đại Tiên không làm được như vậy, ngay cả điều khiển quỷ đồng hung sát ông ta cũng phải mượn cờ để thi triển. Mà điều làm ông ta hoảng sợ nhất chính là, Lục Vân không chỉ là hư không thành ấn, hơn nữa còn là dung miệng để kết ấn. Người này, đạo pháp cực cao. Trong lòng Hoàng Mi Đại Tiên lập tức có dự liệu, trong tay. Đột nhiên vung cờ lên, chỉ thấy quỷ đồng hung sát kia đột nhiên hoảng sợ giống như là bị một thứ gì đó kích thích. Quỷ đồng hung sát thét chói tai một tiếng, bay nhào ra, nhưng không phải đánh về phía Lục Vân, mà chui vào trong cơ thể Tôn Tiểu Sở bên cạnh ha. Sát khí trong mi tâm Tôn Tiểu Sở càng ngày càng nồng đậm,
ánh mắt Trần đầy sát khí mở to ra, giờ phút này trong đôi mắt đấy không có linh hồn mà chỉ có ngây dại mơ màng. Tiểu tử thối, xem ra chúng ta kết thù từ đây, ngày sau chắc chắn ta sẽ hoàn trả cậu gấp 10 lần. Hoàng Mi Đại Tiên giận dữ gầm lên một tiếng, từ Thiên Đáng Sơn nhảy xuống, biến mất không thấy tăm hơi đâu. Ông ta không còn lựa chọn khác, chỉ có thể bỏ tốt giữ soái mà thôi. Lục Vân khẽ nhíu mày, không đuổi theo Hoàng Mi Đại Tiên mà bắt lấy Tôn Tiểu Sở, đặt nàng nằm sấp, sau đó giơ bàn tay lên tát xuống. Bốp bốp bốp, mấy cái tát đi xuống cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, bộ mặt dữ tợn của quỷ đồng hung sát từ trên người Tôn Tiểu Sở chui ra. Lục Vân một tay chụp lấy, trong nháy mắt đem quỷ đồng hung sát khóa ở trong phù ấn. Lục tiên sinh, Tôn Tiểu Sở tỉnh táo lại, nỉ non một tiếng, nhưng rất nhanh liền lộ ra đau đớn. Có chuyện gì vậy? Tôn Tiểu Sở dùng sức xoa xoa chỗ đau của mình, đột nhiên lại phát hiện tình hình của Tạ Văn không đúng lắm, còn có Đường Húc cũng vậy. Văn Văn, cậu làm sao vậy? Đường Húc, cậu mau tỉnh lại. Tôn Tiểu Sở phát hiện tất cả mọi người xung quanh, ngoại trừ Lục Vân, đều nhảm mắt giống như đang ngủ. Cho dù cô gọi như thế nào cũng không có phản ứng, vì thế nghi hoặc nhìn về phía Lục Vân nói, Lục tiên sinh, bọn họ làm sao vậy? Lục Vân giải thích, bọn họ bị Hoàng Mi Đại Tiên thôi miên, vừa rồi cô cũng vậy, là tôi đánh cho cô tỉnh. Thì ra Lục tiên sinh dùng bàn tay tát mình, là để đánh thức mình. Tôn Tiểu Sở suy nghĩ một chút xong hỏi tiếp, vậy tại sao Hoàng Mi Đại Tiên muốn thôi miên chúng tôi? Ông ta không phải người tốt lành gì. Lục Vân liền đem chuyện vừa xảy ra kể qua một lần, Tôn Tiểu Sở nghe xong hết tròn mắt đến há miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ ngơ ngác như không tin vào những lời Lục Vân vừa kể. Lục tiên sinh, ý của anh là, hiện tại bàn tay kia của anh, đang cầm một con quỷ. Tôn Tiểu Sở hỏi, thấy Lục Vân gật đầu, không khỏi càng thêm tò mò nói, có thể để cho tôi xem một chút được không, tôi còn chưa nhìn thấy quỷ bao giờ. Tôi sợ cô xem xong tối ngủ sẽ thấy ác mộng. Không đâu, không đâu, Lục tiên sinh, xin anh cho tôi xem một chút đi. Cô chắc chắn. Thấy Tôn Tiểu Sở gật đầu chắc nịch, Lục Vân quyết định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, vì thế hắn dùng tay chỉ lên mắt cô một cái, giúp cô mở âm nhãn. Hả? Tôn Tiểu Sở khẩn trương mở hai mắt, sau đó cô liền nhìn thấy hai con mắt đen nhánh giống hai cái chuông đồng, ở trước mặt cô đung đưa qua đung đưa lại. Tôn Tiểu Sở quả nhiên bị dọa, trượt chân suýt nữa ngã xuống đất. Lục tiên sinh, anh định xử lý tiểu quỷ này thế nào? Trải qua một hồi kinh hoàng, Tôn Tiểu Sở chớp mắt tò mò. Hỏi, hiện tại cô đã không còn sợ hãi như vừa nấy, thậm chí còn cảm thấy quỷ đồng này có chút đáng yêu, nên đang làm mặt quỷ chọc lại nó. Ấu chỉ, Lục Vân bất đắc dĩ lách đầu, nếu để Tôn Tiểu Sở nhìn thấy quỷ đồng hung sát này có bao nhiêu hung ác, phỏng chừng cô sẽ không còn thấy nó đáng yêu nữa. Bản thân của quỷ đồng không có gì sai, chỉ là bị tà ác lợi dụng mà thôi, cho nên tôi chuẩn bị giúp nó siêu độ. Nói xong Lục Vân liền niệm hai câu kinh độ hồn. Tôn Tiểu Sở hưng phấn vỗ tay nói, được được được, tôi còn chưa nhìn thấy kinh siêu độ chân chính bao giờ, Lục tiên sinh anh nhanh lên bắt đầu đi. Đã kết thúc rồi. Gạch dưới. Lúc Tôn Tiểu Sở còn chưa kịp phản ứng, màu xanh tím trên mặt quỷ đồng kia đã tan biến hết, ánh mắt hung ác lúc đầu đã không còn mà thay vào đó là sự biết ơn và cảm kích. Lục Vân cởi phù ấn cho nó. Trên không trung quỷ đồng ba quỷ chín lạy về phía hắn, sau đó hóa thành tàn ảnh rồi từ từ biến mất vào hư không. Tôi xem trong phim, đạo sĩ siêu độ vong hồn không phải đều bày tế đàn sao, sao Lục tiên sinh làm nhanh như thế được. Tôn Tiểu Sở cái gì cũng không có nhìn thấy thì đã độ xong rồi. Chuyện này hoàn toàn không uống với trong tưởng tượng của cô. Không đã ghiền gì cả. Cảnh giới đạo pháp của tôi, đã không còn cần mượn tế đàn để làm phép, còn có. Lục Vân cười cười, đột nhiên xoay người đập vào đầu Tôn Tiểu Sở, vĩnh viễn đừng nói đàn ông nhanh. Tại sao vậy, Lục tiên sinh, anh vốn rất nhanh, đạp xe đạp cũng nhanh, làm gì cũng nhanh, Tôn Tiểu Sở vô tội nói. Sau đó hai người lại ở đỉnh núi chơi một hồi đợi những người bị thôi miên kia dần dần tỉnh táo lại. Hả, Hoàng Mi Đại Tiên đâu? Mọi người sau khi tỉnh lại đều mờ mịt không biết chuyện. Gì xảy ra? Tôn Tiểu Sở chạy đến trước mặt Tạ Văn, vui mừng lôi kéo tay nói, Văn Văn cậu tỉnh rồi. Kỳ lạ, sao cảm giác hôm nay không giống lần trước, đầu hình như hơi nặng.
ảo giác, nhất định là ảo giác. Tôn Tiểu Sở thè lưỡi đáng yêu, quay đầu nhìn Lục Vân cười. Chuyện vừa rồi, cô sẽ không nói ra đâu, bởi vì đây là bí mật nhỏ của cô và Lục tiên sinh, bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người. Lúc xuống núi, Tôn Tiểu Sở bất chấp ánh mắt u oán của Tạ Văn, dùng sức nhét cô vào chiếc Audi SUV của Đường Lỗi. Mà bản thân Tôn Tiểu Sở, đương nhiên là vui mừng nhảy nhót ngồi lên ghế sau xe đạp của Lục Vân, hai tay ôm eo Lục Vân thật chặt. Có lẽ, cái này gọi là tình nguyện ngồi ở trên xe đạp cười, cũng không muốn ngồi ở trong xe sang khóc. Người qua đường bình luận, tuổi trẻ thật là tốt, thật đơn thuần. Trở lại Tôn gia, xa xa đã nhìn thấy ba bóng hình, bám ở. Trong tường viện nhìn ra bên ngoài, tựa hồ như đã chờ mong cái gì đó rất lâu rồi. Ba tên gian xảo này. Lục Vân lầm bầm một câu, thả Tôn Tiểu Sở xuống xe đạp, sau khi tạm biệt cô liền nhàn nhã đạp xe rời đi. Hắc hắc, cái kia, Tiểu Sở à, con chơi với Lục tiên sinh thế nào rồi? Lục Vân vừa rời đi, ba người liền vội vã vọt ra ngoài, vây quanh Tôn Tiểu Sở hỏi không ngừng. Trên mặt cô cười không ngậm được mồm, Tôn Tiểu Sở khó được thẹn thùng nói, mọi người thật đáng ghét, con mới ở cùng Lục tiên sinh một buổi chiều mà. Thôi, có thể thế nào được cơ chứ? Thấy bộ dáng xấu hổ của cô, ba người nhất thời toát ra vẻ mặt cổ quái. Đứa nhỏ điêu ngoa này, là đang thẹn thùng. Hơn nữa nghe giọng nói ai oán của cô, dường như hận không thể phát triển xa hơn với Lục tiên sinh. Nguy rồi, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tôn Cẩm Vinh nóng lòng hỏi, Tiểu Sở, nói như vậy, con không ghét Lục tiên sinh sao? Lục tiên sinh tốt như vậy, tại sao con phải ghét anh ấy? Mọi người thật kỳ lạ. Chúng ta kỳ lạ. Ánh mắt ba người nhìn về phía Tôn Tiểu Sở càng thêm cổ quái. Lúc ăn cơm trưa, người nào đó đâu phải thái độ này. Tôn Tiểu Sở tựa hồ hiểu được suy nghĩ của ba người, liếc bọn họ một cái nói, Lục tiên sinh rõ ràng là một đạo trưởng. Lợi hại, mọi người lại không nói trước cho con biết, hại con buổi trưa mất hết mặt mũi. Đạo trưởng. Ba người sửng sốt, tiếp theo liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Tôn Cẩm Vinh và Tôn Thiên Quý dường như đang hỏi, Lục tiên sinh không phải thần y sao? Sao lại biến thành đạo trưởng? Còn Tôn Thiên Lỗi thì đang suy nghĩ, Lục tiên sinh không phải em vợ Vân Thiên Thần Quân sao? Sao lại biến thành đạo trưởng? Mặc kệ nó, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, Tiểu Sở có hảo cảm với Lục tiên sinh, Lục tiên sinh lại không phản cảm với Tiểu Sở, vậy là đủ rồi. Có hai điểm này, chỉ cần sau này cho hai người nhiều cơ hội ở chung, thì nhất định có thể bồi dưỡng tình cảm. Ha ha ha. Tôn gia chúng ta sắp cất cánh rồi. Tôn Thiên Lõi nhịn không được tò mò hỏi, con gái, có thể nói một chút con và Lục tiên sinh đã phát triển tới bước nào rồi không? Bốp! Tôn Cẩm Vinh vỗ một cái vào gáy Tôn Thiên Lỗi, cả giận nói, anh hỏi trực tiếp như vậy làm gì, không biết cháu gái tôi xấu hổ à? Sau khi ông ta trừng Tôn Thiên Lỗi một cái liền quay đầu cười ha hả hỏi Tôn Tiểu Sở, cháu gái ngoan, cháu và Lục tiên sinh. Nắm tay chưa? Cha già thân yêu ơi, cha hỏi cũng không trọng tâm lắm đâu nha. Tôn Tiểu Sở gật cằm nghiêm túc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới cảnh Lục Vân giúp cô đuổi quỷ đồng, vì thế nói, Lục tiên sinh có sợ con. Cái gì? Cằm của ba người thiếu chút nữa đều rớt xuống đất, mới một buổi chiều, đã phát triển đến nước này rồi sao? Lục tiên sinh nhìn cũng là một người rất đứng đắn mài. Tôn Cẩm Vinh sau khi kịp phản ứng, vuốt râu cười to nói, sợ tốt lắm, sợ tốt lắm. Ha ha, Tiểu Sở à, cháu gái ngoan của A, sau này cháu phải giả bộ thục nữ một chút, ngàn vạn lần đừng để Lục tiên sinh nhìn ra cháu điêu ngoa tùy hứng, có biết hay không? Ông nội, có ai nói cháu gái mình như vậy không? Người ta vốn là thục nữ mà, đâu cần giả bộ. Khụ khụ, đúng đúng đúng, con vốn là rất thục nữ, có thể buông dâu của ông ra không? Lục Vân vừa về tới phòng mình, liền đem cửa phòng khóa trái lại vội vàng móc huyền dương thạch ra. Thật không ngờ có thể nhặt được một khối bảo bối như vậy ở Tôn gia, thật sự là quá kinh hỉ. Lục Vân nắm huyền dương thạch trong tay, điên cuồng, hấp thu năng lượng bên trong. Xì xì xì, huyền dương thạch mặt ngoài sáng bóng nhanh chóng ảm đạm xuống, mà chân khí trong cơ thể Lục Vân đã tăng thêm vài phần. Lúc cơ thể Lục Vân đã bão hòa không thể hấp thu thêm nữa, hắn lại dùng chân khí, đem huyền dương thạch cắt thành. 7 phiến đá hình tròn có đường kính 10 cm. Sau đó,
hẳn cần cho 7 khối đá hình tròn khắc lên ý niệm pháp trận. Bất chi bất giác, nửa giờ trôi qua. Diệp Khuynh Thành tan làm về nhà sớm nhất, thấy cửa phòng Lục Vân khóa trái, nhịn không được tò mò hỏi, tiểu Lục Vân, em ở bên trong làm gì vậy? Chị Khuynh Thành đã về. Lục Vân thở hồng hộc mở cửa phòng. Diệp Khuynh Thành hồ nghỉ nhìn hẳn nói, ở nhà thôi mà sao lại mệt mỏi như vậy? Làm chút công việc thủ công. Công việc thủ công. Diệp Khuynh Thành sửng sốt, ngay sau đó liền nhớ tới trước kia Vương Băng Ngưng từng nói qua, công việc thủ công của nam sinh với công việc thủ công trên thực tế hoàn toàn không giống nhau. Khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Vân càng thêm cổ quái. Hiểu, ta hiểu, mấy ngày nay ở cùng mọi người, cậu cũng vất vả rồi. Diệp Khuynh Thành rất tự giác đẩy Lục Vân trở về phòng, để cho hẳn tiếp tục hoàn thành công việc thủ công kia, cô còn vô cùng tâm lý giúp Ha đóng cửa phòng lại. Lục Vân nhìn 7 pháp trận chưa hoàn thành trên bàn, lại liên tưởng đến ánh mắt kỳ quái vừa rồi của chị Khuynh Thành, bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Em thật sự đang làm công việc thủ công mà. Lúc ăn cơm, Lục Vân cảm giác ánh mắt của ba chị gái xinh đẹp nhìn mình có hơi là lạ. Lâm Thanh Đàn múc một chén canh cho Lục Vân nói, em trai, nồi củ cải trắng hầm thịt dê là chị chuẩn bị cho em đấy, bên trong có cẩu kỷ rất bổ cho cơ thể. Liễu Hiên Nhi cũng vô cùng nhiệt tình nói, tiểu Lục Vân, sau này em có nhu cầu gì, có thể nói với chị ba có thể giúp nhất định sẽ giúp cậu. Bữa cơm này Lục Vân như ngồi trên đống lửa. Ngày hôm sau, Lục Vân đi theo Lâm Thanh Đàn đến Hạnh Lâm Đường. Sáng sớm, việc làm ăn của Hạnh Lâm Đường đã chật ních, so với lúc Lý Tuyền ngồi khám bệnh, còn náo nhiệt gấp mấy lần. Những người bệnh này không nhất định đều đến khám. Bệnh, một bộ phận lớn là đến tìm Dư Lão để hỗ trợ điều trị thân thể. Lục Vân cũng không quấy rầy Dư Hồng Văn, mà giúp châm cứu kê đơn thuốc cho mấy người bệnh nặng. Bác sĩ Lục, xem như đợi được cậu rồi. Một phụ nữ lớn tuổi tươi cười đi vào Hạnh Lâm Đường, trong ngực ôm một cô bé. Cô bé nhìn thấy Lục Vân liền gọi, anh trai, tiểu tiểu thật ngoan. Lục Vân cười sờ sờ đầu cô bé, sau đó lại nhìn người phụ nữ hỏi, hàn chứng của con gái cô không tái phát chứ? Không có không có, từ sau khi được bác sĩ Lục điều trị cho, tiểu tiểu nhà tôi không còn phát bệnh nữa, hôm nay chúng tôi tới đây. Là tới tặng cờ biểu dương cho bác sĩ Lục. Có tâm rồi đây là tâm ý của hai mẹ con bọn họ nên Lục Vân không từ chối, lễ vật tuy rằng không đắt, nhưng thành ý giá trị ngàn vàng. Vậy chúng tôi không làm phiền bác sĩ Lục khám bệnh nữa, tiểu tiểu, tạm biệt bác sĩ Lục đi con. Tạm biệt, anh trai. Tiểu tiểu bye bye. Nhìn hai mẹ con rời khỏi Hạnh Lâm Đường, nụ cười trên khóe miệng Lục Vân vẫn còn đọng lại rất lâu. Có lẽ, đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất của một bác sĩ. Nhưng mà, khi bóng dáng của hai mẹ con sắp biến mất khỏi tầm nhìn của Lục Vân, hẳn đột nhiên nhìn thấy có một người đàn ông. Lén lút đi theo sau họ. Sắc mặt Lục Vân trầm xuống, nói với Lâm Thanh Đàn, chị hai, em ra ngoài một lát. Nói xong liền rời khỏi Hạnh Lâm Đường, bám theo hai mẹ con người phụ nữ thì phát hiện người đàn ông kia đúng là đang theo dõi hai mẹ người bọn họ. Hai mẹ con bọn họ lại không phát. Đến một khu ổ chuột. Xa xa đã nghe thấy tiếng cãi vã phía trước truyền đến. Lục Vân nhướng mày, nhanh chóng đi tới trong nhà người phụ nữ, chỉ thấy bà ta đang ôm cô bé ngồi chồm hổm trên mặt. Đất khóc, trên mặt in một dấu tay đỏ tươi. Cô bé sợ hãi cũng khóc nức nở. Mà người đàn ông kia, vẻ mặt hung ác, đang không ngừng gào thét với hai mẹ con, thậm chí lại muốn ra tay động thủ. Lục Vân thấy một màn như vậy, nhất thời giận dữ trong lòng, tiến lên bắt được năm đấm của người đàn ông kia, một cước liền đá ông ta bay ra ngoài. Tay đàn ông dùng để bảo vệ phụ nữ, không phải dùng để đánh phụ nữ, đồ rác rưởi. Lục Vân cả giận nói, mẹ nó mày là con nhà ai, ông đây đang dạy dỗ vợ con. Mắc mớ gì tới mày? Người đàn ông sau khi lấy lại bình tĩnh liền hung ác cầm lấy một cái ghế ném về phía Lục Vân. Ai ngờ Lục Vân ngay cả né cũng không né, đỡ được cái ghế kia, đập ngược lại về phía người đàn ông. Ngay cả vợ con mình cũng nhẫn tâm ra tay, vậy ông càng không phải là người, nên đánh. Lục Vân dùng sức đem băng ghế nện vào trên người đàn ông, cho đến khi cái ghế nát bấy không còn hình dạng. Mẹ kiếp, mày chờ đó cho tao, còn có hai đứa chúng mày nữa, đừng tưởng rằng có thể chạy thoát khỏi tay tao, tao sẽ trở lại sớm thôi. Người đàn ông khập khiễng rời khỏi khu lều, miệng buông lời tàn nhẫn,
rõ ràng là đi gọi thêm người đến. Lục Vân lấy lại bình tĩnh, xoay người nhìn về phía người phụ nữ hỏi, cô à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ khóc một hồi, mới chậm rãi nói ra nguyên do sự tình. Thì ra người đàn ông kia thật sự là chồng cô, nhưng ông ta không làm tròn trách nhiệm của người chồng và người cha, mỗi ngày không phải uống rượu thì tìm người đánh nhau, là một tên lưu manh cặn bã của xã hội. Mỗi lần uống rượu xong, hoặc là tâm tình không tốt, hẳn liền về nhà đánh đập hai mẹ con. Người phụ nữ đã sớm muốn ly hôn với ông ta, nhưng mỗi lần cô nhắc tới việc này, thì ông ta liền giỡn thói bạo lực, có lúc. Cô bé cũng bị vạ lây theo. Không còn cách nào khác, vì không muốn bạo lực gia đình tạo thành bóng ma tâm lý cho con gái, người phụ nữ đành phải len lén chuyển nhà, nhưng cho dù liên tục chuyển nhà nhiều lần, đều bị người đàn ông kia tìm được. Hai mẹ con thật sự đã rơi vào đường cùng. Nghe xong câu chuyện của người phụ nữ, trong lòng Lục Vân chỉ cảm thấy bi ai, đàn ông như vậy, thật sự là quá vô liêm sỉ. Cô à, cô không nghĩ tới việc báo cảnh sát sao? Lục Vân hỏi. Vô dụng thôi, trước kia tôi đã báo cảnh sát một lần, lúc cảnh sát đến hòa giải, ông ta đã hứa sau này sẽ không đánh chúng tôi nữa, nhưng chờ cảnh sát vừa đi ông ta lại càng đánh nặng hơn. Còn uy hiếp tôi nếu còn dám báo cảnh sát sẽ giết chết chúng tôi. Con gái tôi còn nhỏ như vậy, tôi thật sự sợ nó sẽ bị tổn thương, cho nên vẫn không dám báo cảnh sát, chỉ có thể chuyển nhà để tránh tên khốn kia. Nhưng mà tên khốn kiếp kia quả thực là ác ma, mỗi lần đều có thể tìm được mẹ con chúng tôi, mỗi lần tìm được, lại là một trận đánh tàn bạo, hôm nay nếu không có bác sĩ Lục ở. Đây, tôi và Tiểu Tiểu chỉ sợ. Người phụ nữ khóc nức nở. Lúc nhắc đến người đàn ông kia, thân thể đều sợ hãi run rẩy. Lục Vân nện một quyền vào khung cửa, ánh mắt lạnh như băng nói, cô đừng sợ, chuyện này nếu bị Lục Vân tôi bắt gặp, cũng sẽ ngồi yên không lo, chuyện cảnh sát không giải quyết được, Lục Vân tôi tới giúp hai người giải quyết. Không được. Người phụ nữ đột nhiên kéo cánh tay Lục Vân, hoảng sợ. Nói, người đàn ông kia là một tên vô lại, đi đến đâu hắn cũng hòa nhập được với đám côn đồ địa phương, chắc chắn bây giờ. Ông ta đang đi gọi người, bác sĩ Lục, anh đi nhanh lên, chúng tôi không thể liên lụy anh. Người phụ nữ vừa nói, vừa dùng sức đẩy Lục Vân rời đi, nhưng Lục Vân vẫn không nhúc nhích. Người phụ nữ thất thanh khóc giống lên, bác sĩ Lục sao anh lại ngốc như vậy, đây là số mệnh của hai mẹ con chúng tôi, trốn không thoát, nhưng bác sĩ Lục anh với chuyện này không có một chút quan hệ nào, tại sao phải vất vả ở lại cùng hai mẹ con chúng tôi? Tại sao? Lục Vân ngồi xổm người xuống. Lau nước mắt cho Tiểu. Tiểu, nói, chỉ dựa vào Tiểu Tiểu gọi tôi một tiếng anh trai, chuyện này Lục Vân tôi quản chắc rồi. An ủi xong cô bé, Lục Vân lại đứng dậy đối với người phụ nữ nói, cô với Tiểu Tiểu ở trong này đợi tôi, cho dù nghe thấy. Gì cũng không được đi ra, hiểu chưa? Nói xong hắn liền chuyển một cái ghế đi ra ngoài phòng, đóng cửa lại. Đợi đại khái chừng 10 phút. Xa xa có bốn người đàn ông như hung thần ác sát cầm theo ống sắt, khí thế hung hăng đi về phía này. Dẫn đầu là chồng của người phụ nữ vừa nãy tên Chu Lượng. Chu Lượng thấy Lục Vân ung dung ngồi trên ghế, lập tức lớn tiếng quát lên, tên khốn mày Vân chưa đi à, gan cũng lớn đấy. Có một người đàn ông chán thấp đứng bên cạnh Chu Lượng đi tới trước mặt Lục Vân nói, là mày vừa đụng vào anh em bọn tao đúng không, mày nói đi, muốn giải quyết như thế nào. Lục Vân liếc hắn một cái, ông là ai? Tao. Người đàn ông chán thấp sửng sốt một chút, lập tức lên tiếng cười to nói, ha ha, mày là người mới tới đây đúng không? Ngay cả lão tử là ai cũng không biết. Hiện tại mày nghe cho kỹ, lão tử tên là Ngưu Côn, người khác tôn kính tao đều gọi một tiếng Côn ca, nhớ kỹ chưa? Lục Vân lách đầu, không nhớ, nhưng tôi lại nhớ một cái tên là Ngưu Nhật Bỉ. Ngưu Nhật Bỉ. Sao chữ Côn Ace được tạo từ hai từ, Nhật Vạc Bỉ? Ngưu Côn sắc mặt nhất thời trầm xuống, mắng to nói, mẹ nó, tên chó má này, dám bất kính với tao, xem ra xương mày ngứa rồi. Nói xong liền ném một ống sắt vào đầu Lục Vân. Đừng thấy Ngưu Côn không cao, nhưng dáng người hắn vô cùng cường tráng, sức lực vô cùng mạnh, một ống sắt này đánh xuống, tuyệt đối có thể đem đầu Lục Vân đập vỡ. Nhưng ngay khi hắn giơ ống sắt lên, còn chưa đập trúng đầu Lục Vân, đã thấy Lục Vân. Một cước đá ra, trong nháy mắt liền thấy Ngưu Côn bay ngược ra ngoài hơn 5 mét, quỳ dạp trên mặt đất nôn mửa. Lục Vân xách băng ghế đứng dậy, đi từng bước về phía Chu Lượng, xem ra bị ăn một ghế còn chưa đủ,
lại muốn ăn thêm cái nữa. Lúc này ba người bọn họ còn đang mơ mơ màng màng, nằm mơ cũng không ngờ, Côn Ca bọn họ lại yếu như vậy, bị đạp cho một cước đã bay xa 5 mét. Thấy Lục Vân hướng về phía mình, trên mặt Chu Lượng lộ ra chút hoảng sợ, nhưng ngay sau đó liền giống to một tiếng. Nói tiểu tử này lại dám đạp Côn Ca, không đem ba huynh đệ chúng ta để vào trong mắt, nhanh lên giết chết hẳn. Dù sao người đông thế mạnh, theo một tiếng giống to này của Chu Lượng, ba người cùng nhau giơ ống sắt nhằm về phía Lục Vân lao lên. Lục Vân cúi người tránh thoát hai người phía trước, trực tiếp xuyên tới trước mặt Chu Lượng, giơ băng ghế trong tay lên đập vào đầu ông ta. Bùm! Băng ghế vỡ nát, đầu Chu Lượng cũng vỡ ra một lỗ hổng, máu chảy như chút. Đậu mát! Một trong hai người còn lại nhanh chóng phản ứng lại, xoay người lại tiến sát về phía Lục Vân, sau đó ném ống sắt đập vào sau ót của Lục Vân. Lục Vân không quay đầu lại, nâng khuỷu tay lên về phía sau, chuẩn xác ngăn cản ống sắt lại. Tiếp tục đi! Bùm! Sau đó Lục Vân dùng sức đạp một cước về phía tên côn. Đồ! Tên côn đồ này rốt cục cũng cảm nhận được nỗi thống khổ của lão đại Côn Ca của bọn hắn. Trong nháy mắt chỉ còn lại một người cuối cùng, Lục Vân chưa kịp làm gì, đã bị dọa tè ra quần, chạy trối chết. Lục Vân nhặt một ống sắt trên mặt đất lên, đi tới trước mặt Ngưu Côn nói, Nhật Bỉ Ca, thủ hạ của ông cũng tệ quá, nhưng mà ông là người đầu tiên ngã xuống cho nên ông là tên phế vật nhất. Chết tiệt! Quá sỉ nhục! Ngưu Côn đau đến nhe răng trợn mắt. Nghĩ thầm tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao lại mạnh đến như vậy? Đánh thì đánh thôi, hắn còn chế giễu ông ta làm gì? Nói xem có tức giận hay không? Nhưng mà Ngưu Côn cũng chỉ buồn bực trong chốc lát, một lát sau trong lòng của ông ta chỉ có sự hoảng sợ. Bởi vì, hắn lại nhìn thấy Lục Vân, không cần tốn nhiều sức lực. Liền bóp cong ống sắt trong tay, sau đó tiện tay ném sang một bên. Là quái vật. Nói cách khác hẳn đạp ông ta một cước đã là hạ thủ lưu tình, nếu hẳn dùng lực như bóp nát ống xe vừa rồi, thì phỏng chứng lục phủ ngũ tạng của ông ta sẽ nát bấy và văng ra bên ngoài. Ngưu Côn sợ hãi run cầm cập. Chàng trai trẻ, tha cho tôi đi, nể mặt hổ ca. Ngưu Côn vẻ đau đớn, nhưng vẫn phải cần răng, cầu. Xin Lục Vân tha thứ. Lục Vân hơi sửng sốt, hổ ca. Hổ ca nào? Chính là Lý Hổ. Trước kia hẳn là thủ hạ của Hoa Tí Long, sau đó Hoa Tí Long tự sát, hẳn trở thành lão đại, hiện tại tôi làm việc dưới tay hổ ca. Ngưu Côn một hơi nói xong câu đó, cả người đều đau đến ngất đi, thật không dễ dàng mà. Lục Vân vốn là muốn nói, Lý Hổ ở trước mặt tôi không là cái thá gì cả, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn để cho. Ngưu Côn gọi một cú điện thoại, nói cho Lý Hổ, trong vòng 15 phút chạy tới trước mặt tôi. Thuận tiện mua một bộ giấy bút tới đây, đúng rồi, nói cho hẳn biết tôi tên là Lục Vân. 17 phút 03 giây. Khi Lý Hổ chạy tới khu ổ chuột, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ. Muộn rồi. Vân Thiên Thần Quân bảo hẳn trong vòng 15 phút chạy tới khu ổ chuột, hẳn nào dám không nghe, hẳn đã chạy với tốc độ 200 km/h nhưng vẫn không kịp. Trên đường đi hắn phải dừng lại mua giấy bút cho nên dù có liều mạng chó cắm đầu căm cổ chạy thì vẫn trễ 2 phút 03 giây. 2 phút 03 giây. Lý Hổ sắp hít nhang thay cơm rồi. Lý Hổ hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước ở Bách Vạn Phú Hào, một mình Vân Thiên Thần Quân giết vào sòng bạc, chỉ dựa vào một chiêu đã tiến một người đi gặp lão tổ tông, trong nháy mắt đã xử lý lão đại Hoa Tí Long của hẳn thành cái xác. Không hồn. Lý Hổ tội đáng chết vạn lần. Đến muộn 2 phút 03 giây, mong thần quân điện hạ tha mạng. Lý Hổ vọt tới khu ổ chuột, không nói nhảm nhiều, chạy lại quỳ rạp xuống đất. Có thể thấy được nội tâm của hắn ta lúc này có bao nhiêu sợ hãi. Mà hai tên Chu Lượng và Ngưu Côn đang chật vật bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì đầu óc choáng váng. Nếu như bọn họ không có nghe lầm, Hổ ca vừa rồi gọi Lục Vân là thần quân điện hạ. Thần quân điện hạ, ở Long Quốc. Nhân vật có tư cách được gọi là Điện Hạ, chỉ có một vị, đó chính là Vân Thiên Thần Quân. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt này là Vân Thiên Thần Quân? Biểu tình sợ hãi của Lý Hổ nói cho bọn họ biết, đúng rồi đói. Trong giây lát, gan của hai người Ngưu Côn xém chút nữa thì vỡ làm đôi. Sao có thể có chuyện hoang đường như vậy được, bọn họ chỉ là côn đồ ở tầng thấp nhất của xã hội, sao mới đá có một cước mà đã đụng phải Vân Thiên Thần Quân này? Tuy nhiên, cho dù bọn họ có tin hay không thì cuộc sống
vốn dĩ bi kịch như vậy. Ngay lúc này, Lục Vân nhìn Lý Hổ đang run lẩy bẩy, nhàn nhạt nói ra, chỉ 2 phút đồng hồ, tôi cũng không so đo với cậu làm gì, mau đứng lên đi. Vâng vâng vâng, cảm tạ ơn không giết của thần quân điện hạ. Lý Hổ cảm giác giống như mình vừa nhặt về một cái mạng, thấy Ngưu Côn hai mắt không chấp ngây dại nằm đó, hắn ta đi đến nhẹ nhàng đặt một cái tát lên mặt Ngưu Côn. Mẹ nó mày mù à, ngay cả thần quân điện hạ cũng dám chọc vào, mày chê mạng dài quá rồi đúng không? Lý Hổ vô cùng phẫn nộ, một cước rồi lại một cước đá vào người Ngưu Côn. Chắc chắn rồi. Nguyên nhân hẳn phẫn nộ không phải bởi vì Ngưu Côn mạo phạm Vân Thiên thần quân, Ngưu Côn sống hay chết hắn lười quản, nguyên nhân hắn phẫn nộ là, Ngưu Côn thiếu chút nữa kéo hắn chết chùm. Mẹ nó, còn nói để thần quân điện hạ nể mặt tao tha cho mày một mạng à, mặt của tao ngay cả mông của thần quân điện hạ còn không xứng, mày là muốn tao chết thì mày mới vui đúng không? Vừa rồi Lý Hổ có bao nhiêu sợ hãi thì giờ có bao nhiêu phẫn nộ hẳn đều trút lên đầu của Ngưu Côn. Lục Vân ho nhẹ 2 tiếng nói, cậu đánh nhầm người rồi. Đánh nhầm người, Lý Hổ sửng sốt quay đầu nhìn Lục Vân. Vẻ mặt Ngưu Côn oan uổng dùng hết sức lực toàn thân chỉ về phía Chu Lượng nói, là tên khốn kia khơi mào. Nói xong Ngưu Côn liền hôn mê bất tỉnh. Hóa ra là do mày à, lão tử hôm nay phải giết chết mày. Lý Hổ đánh lầm người cũng rất xấu hổ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mà, chỉ có thể đánh tên Chu Lượng kia để giảm bớt xấu hổ mà thôi. Đánh cho đến khi Chu Lượng cũng ngất đi. Lý Hổ nịnh nọt đi tới trước mặt Lục Vân, nói, thần quân điện hạ, ngài có hài lòng hay không? Lục Vân nhẹ gật đầu, tên Chu Lượng này, từ này về sau tôi không muốn nhìn thấy ông ta xuất hiện ở Giang Thành. Mặt khác, ở nơi này có một đôi mẹ con, tôi hy vọng cậu có thể phái ít người đến bảo vệ 2 mẹ con họ. Đương nhiên không được để bọn họ phát hiện ra, càng không được đến làm phiền bọn họ. Đã hiểu, Lý Hổ nhất định nghe theo lời thần quân điện hạ phân phó. Sau đó, Lý Hổ gọi tới mấy thủ hạ kéo Ngưu Côn và Chu Lượng rời đi, còn Lý Hổ muốn xử lý 2 tên này thế nào đã không liên quan đến Lục Vân hẳn, giờ phút này hẳn đã vào bên trong căn nhà rột nát của 2 mẹ con. Cô à, không sao rồi, từ nay về sau tên khốn kiếp kia tuyệt đối không dám đến bắt nạt 2 người nữa. Cảm ơn bác sĩ Lục, cậu lại cứu 2 mẹ con chúng tôi một lần, phần ân tình này, chúng tôi thật sự không biết nên báo. Đáp như thế nào? Người phụ nữ lệ rơi đây mặt quỳ trên mặt đất. Lục Vân vội vàng đỡ bà ta đứng dậy, cười nói, không có việc gì, chỉ là tiện tay mà thôi. Ngày đó ở Hạnh Lâm đường chị 2 tôi bị nhiều người nói xấu như vậy, may nhờ có cô đứng ra làm chứng. Nhắc tới lại xấu hổ, ngày đó chúng tôi cũng không giúp gì được. Sao có thể chứ? Tâm ý của 2 người, tôi và chị 2 đều nhìn thấy. Lục Vân cười an ủi người phụ nữ, sau đó lại nhìn về phía cô bé, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói, tôi và Tiểu Tiểu quen biết nhiều ngày như vậy, còn chưa tặng gì cho con bé. Lục tiên sinh ngàn vạn lần đừng nói như vậy, ân tình của cậu đối với 2 mẹ con chúng tôi đã đủ nặng rồi, chúng tôi không thể nhận quà của cậu nữa. Người phụ nữ vội vàng từ chối. Tiểu Tiểu cũng dịu dàng nói, đúng vậy. Anh trai đối với Tiểu Tiểu rất tốt, Tiểu Tiểu thích anh trai nhất. Cô yên tâm đi, không phải lễ vật quý giá gì, chỉ là chút tâm ý của tôi mà thôi. Lục Vân đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên để Lý Hổ mua giấy bút mang tới, ở trước mặt 2 mẹ con vẽ một bức họa. Trong tranh, là một biển hoa dưới ánh mặt trời, cô bé vui vẻ chạy nhảy, nụ cười ngây thơ sáng lạn. Lục Vân căn cứ vào khuôn mặt hiện tại của cô bé để suy đoán vẻ khuôn mặt sau khi lớn của cô bé. Bức tranh này, Lục Vân vẽ rất nghiêm túc, cũng nghiêm túc như bức tường vi thịnh thế lúc trước tặng cho chị Yên Nhi. Người phụ nữ ở một bên thán phục nói, thì ra trình độ vẽ của bác sĩ Lục cao như vậy, vẽ đẹp quá. Người phụ nữ tuy rằng không hiểu thư họa, nhưng vẽ đẹp hay xấu vẫn có thể nhìn ra, bức tranh này của bác sĩ Lục, làm cho cô có cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Tựa hồ ánh mặt trời trên bức tranh kia đang chiếu vào trong lòng cô. Ấm áp, ngây thơ, giống như vào giờ phút này tất cả lo lắng trong cuộc sống, đều tan thành mây khói. Sau khi vẽ xong, Lục Vân cười nói với cô bé, tên bức tranh này, gọi là bảng vui vẻ nho nhỏ, là anh tặng cho em có thích không? Thích, Tiểu Tiểu thích quà của anh trai, Tiểu Tiểu rất vui. Cô bé vỗ tay nói. Trên mặt Lục Vân cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc nho nhỏ, càng đơn giản, càng tốt đẹp.
Sau khi Lục Vân rời khỏi khu ổ chuột, không tới Hạnh Lâm đường nữa, mà trực tiếp trở về biệt thự thảm cỏ. Bảy ý niệm pháp trận, ngày hôm qua hẳn vẫn chưa khắc. Xong. Hôm nay tranh thủ chút thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Vì không để cho ba người chị xinh đẹp hiểu lầm, lần này Lục Vân không dám khóa trái cửa phòng. Dù sao thời gian tan làm của các chị còn sớm, hẳn có đủ thời gian đến hoàn thành pháp trận. Khắc họa ý niệm pháp trận cũng giống như châm cứu, những thứ càng nhỏ bé, độ khó càng cao. Nếu để Lục Vân khắc pháp trận cho toàn biệt thự phỏng chừng cũng chỉ tốn 10 phút thời gian, nhưng muốn khắc pháp trận lên một hòn đá chỉ có 10 cm thì lại không dễ dàng như vậy. Điều này cần có năng lực khống chế ý niệm rất mạnh. Mãi cho đến trạng vạng tối, Lục Vân khắc họa xong 7 viên đá, sau đó không bao lâu Diệp Khuynh Thành đã tan làm về tới nhà. Thấy Lục Vân lại thở hồng hộc, lông mày liễu Diệp Khuynh Thành dựng thẳng, cô lại gần túm lấy lỗ tai của hắn nói, cậu nghiện công việc thủ công đó rồi à? Chị, thật sự là hiểu lầm an. Lục Vân quả thực không nghĩ tới, hôm nay hắn đã không khóa trái cửa phòng, nhưng vẫn bị Khuynh Thành hiểu lầm. Em ở trong mắt chị dung tục như vậy sao? Diệp Khuynh Thành cả giận nói, tôi mặc kệ có hiểu lầm hay không, tóm lại sau này cậu không được nhàn rỗi ở nhà một mình nữa, nếu không cậu có 10 cái thận cũng không đủ dùng. Lục Vân cười khổ nói, chị Khuynh Thành chị nói cũng hơi khoa trương rồi. Khoa trương? Diệp Khuynh Thành trừng mắt hạnh, cậu là một con người không có trách nhiệm, nếu thận bị hỏng hết sau này cậu làm sao nhìn mặt vợ mình? Còn đòi cưới 7 chị em bọn tôi, cậu nuốt trôi được không? Hả? Chị Khuynh Thành có ý gì? Lục Vân vỗ trán nói, cho nên ý của chị Khuynh Thành là, chỉ cần thân thể của em chịu đựng được, mọi người đều đồng ý gả cho em. Diệp Khuynh Thành hơi ngẩn ra, đây là năng lực lý giải gì a? Nhưng mà, hình như cũng là ý này. Vì vậy, vì để cho tiểu Lục Vân yêu quý thân thể của mình, Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên thay đổi khuôn mặt lạnh lùng, thản nhiên cười nói, cho nên, cậu phải tiết chế lại. Có cơ hội. Thật tuyệt vời. Tuy rằng đây là hiểu lầm, nhưng từ những lời này của chị Khuynh Thành, Lục Vân thấy được hy vọng. Có lẽ lời hứa khi còn bé, thật sự có thể thực hiện. Ha ha, chị Khuynh Thành tuy dáng lạnh như băng, còn nhìn chăm chăm mình và chị Yên Nhi, nhưng trong lòng của chị ấy, kỳ thật vẫn là rất yêu mình. Cho nên hắn quyết định, chị Khuynh Thành chính là vợ lớn của hắn. Lục Vân vui sướng nghĩ đến, có thể Diệp Khuynh Thành cũng không nghĩ tới, vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói ra một câu khích lệ Lục Vân, lại khiến cho Lục Vân ảo tưởng. Ngày mai tôi phải đi lên tỉnh một chuyến, cậu đi cùng tôi. Một lát sau, Diệp Khuynh Thành thay một bộ quần áo rộng thùng thình, bưng bình giữ nhiệt ngồi ở trên sofa, dáng người thon dài mà ưu nhã. Đi tỉnh. Ừ, chị muốn đi bàn một hạng mục hợp tác, có thể phải ở lại trên tỉnh vài ngày, cậu đi cùng tôi. Từ sau khi có đơn đặt hàng tiêu thụ gần 100 tỷ của Nam Giang Vương cùng mấy đại hào môn thế gia, tập đoàn Khuynh Thành trong nháy mắt cất cánh, trở thành tập đoàn số 1 ở Giang Thành, từ đó cũng biến thành đối thủ cạnh tranh số 1 với Trần Gia ở Giang Bắc. Hiện tại thị trường ở Giang Thành, không nơi đâu là không có sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành. Từ sau khi có đơn đặt hàng tiêu thụ gần 100 tỷ của Nam Giang Vương cùng mấy đại hào môn thế gia, tập đoàn Khuynh Thành trong nháy mắt cất cánh, trở thành tập đoàn số 1 ở Giang Thành, từ đó cũng biến thành đối thủ cạnh tranh số 1 với Trần Gia ở Giang Bắc. Hiện tại thị trường ở Giang Thành, không nơi đâu là không có sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành. Tập đoàn Khuynh Thành nếu còn muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải khai thác thị trường ở các nơi khác, cho nên Diệp Khuynh Thành cần phải đi hợp tác đàm phán. Về phần vì sao mang theo Lục Vân, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Không mang theo Lục Vân, chẳng lẽ để hẳn ở nhà làm trò sang bậy? Huống chỉ còn có một Liễu Yên Nhi như hổ rình mồi ở nhà. Diệp Khuynh Thành lo lắng nếu cô không mang Lục Vân đi, khi bàn xong hợp đồng trở về hai người bọn họ chắc chắn gạo nấu thành cơm. Nếu để cho Lục Vân biết ý nghĩ của Diệp Khuynh Thành, nhất định sẽ oan ức đến rơi lệ, chẳng lẽ Vân Thiên Thần Quân ở trong mắt mọi người, không có chút bản lĩnh nào sao? Ách, quả thật cái này cũng không chắc lắm. Dù sao thì các chị cũng quá xinh đẹp, người nào cũng dáng thon eo nhỏ, nếu còn nhìn thấy bọn họ tắm ở bể bơi một lần nữa, Lục Vân chắc chắn sẽ chịu không nổi. Tóm lại, Lục Vân chạy không thoát khỏi tay của Diệp Khuynh Thành. Mà ngay khi bọn họ rời khỏi Giang Thành, một hôn lễ xoa hoa đang cử hành ở Giang Bắc. Chú rể, Trần Tử Ngang. Cô dâu, Cố An Kỳ.
Báo lá cải Giang Thành đưa tin sau hôn lễ long trọng này, Cố An Kỳ lập tức tiếp nhận một sản nghiệp quan trọng của Trần gia. Còn có, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khuynh Thành Diệp Khuynh Thành là người phụ nữ của Nam Giang Vương Lôi Áo, đồng thời, Diệp Khuynh Thành còn gạt Nam Giang Vương, phụng trộm bao nuôi một tên trai bao. Các tin tức trên không biết từ đâu ùn ùn ập đến. Trong nháy mắt, dân chúng Giang Thành đều phỉ nhổ Diệp Khuynh Thành. Nam Giang Vương, Tôn Thiên Lỗi và Ngô Thành Hoa và những người nam quyền khi biết được tin tức này thì toàn thân chấn động. Trần gia, đây là đang đùa với lửa mà. Ở Giang Bắc bọn họ không chen tay vào được, chỉ có thể cảnh cáo người bên dưới mình, không được ăn nói lung tung, bằng không thần tiên cũng cứu không nổi bọn họ. Chấn động như thế còn có Từ gia. Sau khi con trai Từ Quốc Bân là Từ Khải đắc tội với Diệp Khuynh Thành, thế lực Từ gia bọn họ ở Nam Giang liền xuống dốc không phanh. Bởi vì hào môn ở Giang Nam đều biết, người đàn ông sau lưng Diệp Khuynh Thành là Vân Thiên Thần Quân, ông ta dám đắc tội với Diệp Khuynh Thành, ai còn dám lui tới. Cho nên không đến một tháng, sản nghiệp của Từ gia, mỗi ngày đều bốc hơi mấy trăm triệu. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không lâu sau Từ gia sẽ vĩnh viễn xóa sổ khỏi Giang Thành. Tuy nhiên, hôm nay, Giang Bắc Trần gia chủ động châm lửa đi gây chuyện, lại làm cho Từ Quốc Bân một lần nữa thấy được hy vọng sống lại. Trần Thái, chúc mừng ông, tìm được một cháu dâu bảo bối, ha ha ha. Từ Quốc Bân điên cuồng cười to, ông ta tuy biết thân phận của Lục Vân không phải là trai bao của Diệp Khuynh Thành, cũng không phải là em vợ của Vân Thiên Thần Quân, mà chính là Vân Thiên Thần Quân. Trần gia dám nói xấu Vân Thiên Thần Quân như vậy, cũng đã định trước kết cục sẽ như thế nào rồi. Tin tưởng không bao lâu nữa, Trần gia sẽ bị diệt, mà sản nghiệp của Trần gia ở Giang Bắc, tự nhiên sẽ bị các thế gia giàu có khác chia năm xẻ bảy. Từ Quốc Bân nếu muốn hút một chén canh khi người ta gặp nạn, thì ngay lúc này ông ta cần lập tức đi làm một việc để chuộc tội. Chuộc tội. Dù thế nào cũng phải chuộc tội. Nếu không Từ gia sẽ vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên. Từ Quốc Bân lập tức triệu tập tất cả những nhân viên của Từ gia, nói ra suy nghĩ của ông ta là đi đến Giang Bắc trước để đập phá tạp chí Giang Thành. Quyết định này vừa được công bố thì mọi người trong tập đoàn Từ Thị đều kinh hãi thất sắc. Thế lực Giang Bách khác với Nam Giang, ở Nam Giang thì Nam Giang Vương cầm đầu, đông đảo thế gia phía dưới như sao trời tô điểm, mà Giang Bắc thì chỉ có Trần gia là độc quyền khống chế. Nói cách khác chính là, địa vị của Trần gia ở Giang Bắc tương đương với địa vị của Nam Giang Vương Lôi Áo ở một bờ Nam Giang, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tất cả sản nghiệp Giang Bách, dù là bất động sản, thức ăn, trang phục, đều thuộc về Trần gia, tất nhiên cũng bao gồm tạp chí Giang Thành. Từ Quốc Bân nói muốn đi đập phá tạp chí Giang Thành, không khác gì khiêu khích uy nghiêm của Trần gia, có thể nhìn ra hành động này điên cuồng đến mức nào. Làm vậy là muốn bị Trần gia điên cuồng trả thù sao? Tất cả mọi người trong Từ gia khuyên ông ta đừng xúc động, nhưng Từ Quốc Bân rất kiên quyết, trực tiếp buông lời nói rằng người sợ có thể rời khỏi tập đoàn Từ Thị vào bất cứ lúc nào. Mọi người khó hiểu hỏi, gia chủ, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm ngài chịu mạo hiểm lớn như vậy để đi đắc tội Trần gia? Trải qua chuyện tập đoàn Khuynh Thành lần trước, Từ gia đã bị thương trầm trọng, lúc này lại chạy đi khiêu khích Trần gia của Giang Bắc thì không khác gì đẩy Từ gia vào bước đường cùng. Chẳng lẽ gia chủ đã tuyệt vọng với Từ gia, chuẩn bị tự sa ngã sao? Thấy mọi người lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Từ Quốc Bân cười lạnh một tiếng và nói, vì sao hả? Ha ha. Bởi vì lần này Trần gia trêu chọc phải một nhân vật đủ để khiến toàn bộ Long Quốc đều phải run rẩy. Vân Thiên Thần Quân. Vân Thiên Thần Quân. Cái tên này vừa vang lên, tất cả mọi người đột nhiên run rẩy, sau đó sắc mặt đỏ lên, có xúc động không nhịn được muốn quỳ xuống quỳ lại. Vân Thiên Thần Quân chính là thần bảo hộ của Long Quốc, sao lại có liên quan đến chuyện này chứ? Chẳng lẽ ý của gia chủ là, Vân Thiên Thần Quân có quan hệ gì với Diệp Khuynh Thành? Tạp chí Giang Thành vừa đăng bài bôi đen Diệp Khuynh Thành thì gia chủ đã đưa ra quyết định điên cuồng như vậy, còn nói Trần gia trêu chọc phải Vân Thiên Thần Quân, ý này không phải là nói Diệp Khuynh Thành và Vân Thiên Thần Quân có quan hệ đặc thù nào đó sao? Mọi người trong Từ gia cũng không phải ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại. Từ Quốc Bân gật gật đầu oai nghi. Trong phút chốc, trong lòng mọi người nhấc lên sóng to. Gió lớn. Quả nhiên là thế, khó trách lúc trước Từ Khải thiếu gia đắc tội Diệp Khuynh Thành. Gia chủ không tiếc ra tay tàn nhãn, đánh anh ta đến chết khiếp. Thì ra,
thì ra nhân vật đứng phía sau Diệp Khuynh Thành chính là vị Vân Thiên Thần Quân đứng đầu cả nước kia. Rốt cuộc bọn họ cũng lý giải vì sao gia chủ sẽ làm ra quyết định điên cuồng như vậy. Ông ta muốn chuộc tội. Chúng tôi nguyện ý luôn đi theo gia chủ, mạo hiểm xâm nhập Giang Bắc, tuyệt không lùi bước. Mọi người cùng kêu lên. Bọn họ sửa lại thái độ phản đối trước đó, trong lòng không hề sợ hãi, mà là hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Cơ hội để Từ gia bọn họ quật khởi lần nữa đã tới. Từ Khải cũng nói, ba, con cũng muốn cùng ba đi đến Giang Bắc, con cũng muốn chuộc tội. Nhưng Từ Quốc Bân lại vỗ vỗ bờ vai anh ta và nói, con ở lại Từ gia, nhớ kỹ, nếu trong vòng 3 ngày ba không trở về thì con cứ đi đến tập đoàn Khuynh Thành, quỳ gối ở nơi đó, nói hết tất cả những gì ba đã làm cho Diệp Khuynh Thành biết. Ở Giang Bắc, Trần gia chính là trời, sẽ ăn người. Lúc Từ Quốc Bân đưa ra quyết định này đã không tính an toàn lui ra, ông ta phải hy sinh bản thân để đổi lấy cơ hội trăm năm khó gặp này cho Từ gia. Mọi người trong Từ gia nghe thấy lời này của Từ Quốc Bân cũng lã chã rơi lệ. Lần này gia thật sự đã đặt cược tất cả mọi thứ. Trong một lớp học bổ túc kỳ nghỉ hè ở Giang Thành, trong phòng học ngồi đầy học sinh. Bọn họ còn 1 tháng là đã lên lớp 12, vì có thể lấy được thành tích tốt trong cuộc thi đại học 1 năm sau. Họ phải bắt đầu nỗ lực ngay từ bây giờ. Đương nhiên cũng có không ít người bị phụ huynh buộc tới học bổ túc, Tôn Tiểu Sở chính là một trong số đó. Cô ghét học, cho nên nhân lúc giáo viên không chú ý, cô lén cầm di động lên xem tiểu thuyết. Lúc đang xem say sưa thì đột nhiên giao diện tiểu thuyết bản ra một cái quảng cáo, cô còn không cẩn thận nhấn vào, thật là phiền chán. Nhưng khi Tôn Tiểu Sở nhìn lướt qua nội dung trong đó thì ngây ngẩn cả người. Lục tiên sinh. Là tên trai bao sao? Tôi không tin. Tôn Tiểu Sở không nói với giáo viên tiếng nào mà đã trực tiếp vác cặp sách chạy ra khỏi phòng học, trở lại Tôn gia. Tôn Cẩm Vinh kinh ngạc hỏi, Tiểu Sở, hôm nay không phải trái phải đi học sao? Sao đột nhiên chạy về vậy? Tôn Tiểu Sở giơ điện thoại lên trước mặt Tôn Cẩm Vinh, đỏ mắt mà nói, ông, bài báo này nói Lục tiên sinh là tên trai bao được người ta bao nuôi. Nói hưu nói vượn, sắc mặt Tôn Cẩm Vinh lập tức trầm xuống, quát. Mấy tờ báo hám tiền này, trừ chuyện thả mấy cái rằm chó ra thì còn có thể làm ra chuyện tốt gì. Ông ta đã sớm thấy được bài báo đó, chỉ là không tin. Nhân vật như Lục tiên sinh sao có thể là trai bao, đám tạp chí vô lương tâm đó quả thực là đang nói nhảm. Tôn Thiên Lỗi cũng nói, con gái, có một số việc nhìn thấy chưa chắc là chân tướng, đặc biệt là mấy đứa nhỏ tuổi các con là dễ bị người ta nằm mũi dắt đi nhất, về sau đừng xem mấy bài báo tào lao này nữa. Gia Tôn Tiểu Sở gật gật đầu, cô cũng không tin nội dung của bài báo đó, chỉ cảm thấy tức giận bất bình cho Lục tiên sinh thôi. Tôn Thiên Lỗi cười an ủi yên tâm đi, người xấu sẽ nhanh chóng lọt vào báo ứng. Nói xong ông ta liền ra cửa, đi đến thẳng khu biệt thự của Nam Giang Vương, khi đi vào khu biệt thự thì phát hiện mấy. Người cầm quyền hào môn khác cũng có mặt. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt nặng nề. Nam Giang Vương lôi áo âm trầm nói. Lần này Trần gia chơi với lửa có ngày chết cháy, hủy diệt là không thể tránh được, nhưng trước đó, chúng ta cũng phải làm chút chuyện, đi. Đến Giang Bắc tạo áp lực cho Trần gia đi. Tán đồng, tán đồng, tán đồng. Tất cả những người cầm quyền hào môn ở đây đều tỏ vẻ nguyện ý đi theo Nam Giang Vương xông vào Giang Bắc một lần. Nếu không chờ đến lúc Trần gia diệt vong thì sao bọn họ? Có thể không biết xấu hổ đi theo chia cắt sản nghiệp của Trần gia chứ? Có thể nói là sao một hòn đá rơi gây trận đá lở. Sao nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng, một hòn đá rơi gây trận đá lở, thăng thăng 8SR, nghĩa đen, ném một hòn đá khiến cho tầng tầng mặt nước gợn sóng. Nghĩa bóng, một lời nói hoặc hành động nhỏ lại có thể gây ra phản ứng mạnh mã. Những bài báo bôi nhọ Diệp Khuynh Thành vừa được tạp chí Giang Thành tung ra đã lập tức gây chấn động toàn bộ Giang Thành. Đồng thời cũng khuấy động các thế lực hào môn tại đây. Tại căn biệt thự Lục Nhân, sau khi đọc xong các bài báo, lồng ngực của Lâm Thanh Đàn như nổ tung vì tức giận. Thật quá đáng. Lâm Thanh Đàn chưa từng thấy một tạp chí nào vô trách nhiệm như vậy, chẳng có bất kỳ bằng chứng nào mà chỉ nói vớ vẩn dựa trên mấy bức ảnh. Đúng là coi trời bằng vung mà. Không biết chị cả và Tiểu Lục Vân sẽ buồn tới mức nào. Sau khi đọc được những bài báo này, Liễu Nhân Nhi cũng vô cùng cùng tức giận, trong mắt tràn ngập sát ý. So với sự bất lực của Lâm Thanh Đàn, cô ấy trực tiếp thay trang phục riêng của ám ảnh các rồi đi thẳng tới Giang Bắc.
Lúc này, đầu sỏ vụ việc là Cố An Kỳ vẫn còn đang tự mãn, cô ta không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì lần trước bị Diệp Khuynh Thành đuổi khỏi tập đoàn Khuynh Thành nên sau đó cô ta phải chạy trốn đến Giang Bắc và kết hôn với tên thái giám Trần Tử Ngang. Cô ta đã phải chịu đựng sự nhục nhã này hơn nửa tháng rồi. Cho đến tận bây giờ, cô ta cảm thấy vô cùng hưng phấn và vui mừng khi biết được người người ở Giang Thành đang mắng chửi Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Cho dù tập đoàn Khuynh Thành của cô có lớn mạnh đến mức nào hay là ôm được đùi của người đứng đầu Giang Nam thì tôi cũng sẽ hủy hoại thanh danh của cô. Cố An Kỳ tôi đây sẽ đăng những bài báo mà giới truyền thông không dám đăng. Những kẻ vô dụng đó sợ người đứng đầu Giang Nam nhưng tôi thì không. Bởi vì chỗ dựa của tôi là Trần Gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.